lần này đi, nhất định phải vạn phần cẩn thận, mang Uyển Nhi tỷ tỷ hoàn bích không tổn hao gì về. Ta sẽ không đi đâu, ở chỗ này một mực chờ các ngươi trở về. Tử Linh hơi ngửa đầu ra sau, nhìn về phía Hàn Lập, nói. Hàn Lập cúi đầu nhìn thoáng qua, chôn đầu mình trong lồng ngực Tử Linh, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Trong ấn tượng của hắn, Tử Linh cho tới bây giờ đều là nữ tử hiên ngang lưu loát, ít có hành động như hôm nay. Người có biết, ta ở trong lục đạo luân hồi bàn, nhìn thấy ở kiếp trước là gì không? Tử Linh hỏi, là gì? Hàn lập lập tức hỏi, đối với vấn đề này, lúc trước hắn đã muốn hỏi qua, chẳng qua lúc đó trạng thái Tử Linh không ổn, hắn mới không hỏi. Kỳ thật cũng không có sóng to gió lớn gian nguy gì. Ngược lại, ở kiếp trước, ta bất quá là một nữ tử phàm tục nhân giới không có linh căn, một kiếp làm người bất quá ngắn ngủi trăm năm thọ nguyên. Trong một đời kia, ta một mực chờ đợi một người, từ tuổi dậy thì đợi đến 60 cổ lão chờ cả một đời, người kia cũng không xuất hiện lại. Tử Linh chậm rãi nói, nói xong, một đôi mắt sáng của nàng nhìn chăm chú hai mắt Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập hơi rung động, mơ hồ nghe được một tiếng kêu gọi, tựa hồ là bóng người xinh xắn trong mộng nhiều năm trước kia, nhưng đã nhớ không rõ diện mạo. Trong thoáng chốc, cánh tay hắn vòng qua cổ Tử Linh, thuận thế khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng, nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của nàng. Thân thể Tử Linh khẽ run lên, nhưng tiếp theo lại nới lỏng, rúc vào trong ngực Hàn Lập, nỉ non nói. Cho nên, một kiếp này ta đã rất thỏa mãn, có thể gặp lại đã không dễ, kết xuống một đoạn duyên này, sao còn không biết đủ chứ? Còn có gì tiếc nuối? Hàn lập nhìn lại nàng, chỉ thấy trong một đôi mắt sáng hiện ra thủy quang, lóe lên điểm điểm quang mang, giống như hai mảnh tinh không sán lạn tinh quang, đẹp đến say lòng người. Lúc này, gió đêm bỗng nhiên dần dần nổi lên, thổi đám mây kia tới, che khuất một vòng ánh trăng cuối cùng. Toàn bộ hoàng tuyền đại trạch lâm vào hắc ám, khắp nơi mơ mơ hồ hồ thăm thẳm lân hỏa chậm rãi từ các nơi mặt hồ dâng lên chiếu rọi khắp phía thành một mảnh u lục yên lặng một lát trong bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa tí tách mưa của minh giới tự nhiên khác với tiên giới trong hạt mưa có nhiều khí thức u ám cho nên nước mưa càng hơi trầm xuống rơi vào trên người mặc dù không đến mức gây phương hại nhưng cuối cùng cũng không phải chuyện tốt hàn lập không muốn sự yên tĩnh hiếm có này bị quấy dày vung tay lên định thổi đám mây đen kia đi tử linh đưa tay kéo cánh tay hắn lại dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu nói ôm ta trở về không đợi thêm một lúc hàn lập còn chưa dứt lời cúi đầu nhìn thấy gương mặt tử linh đã đỏ bừng lên trong nháy mắt minh bạch ý tứ nàng hắn ngừng câu chuyện một tay ôm lấy lưng nàng tay kia nhẹ nhàng xuyên qua đầu gối của nàng bế nàng đi vào hướng trong điện đêm dần vào sâu trên đảo giữa hồ mây mưa gặp nhau thanh thế dần dần lớn lên mưa đêm một mực rơi cả đêm khi thì tí tách tí tách khi thì cuồng phong tàn phá bừa bãi gió và mưa sen lẫn triền miên, trong bầu trời đêm yên tĩnh vùng vãi đại địa, khiến cho minh giới đêm nay có chút không giống bình thường. Lúc sáng sớm, Vân Thu Vũ hiết, Hàn Lập mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh dáng người nữ tử uyển chuyển còn đang ngủ say, cùng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia, ánh mắt thật lâu không rời đi. Không biết qua bao lâu, hắn há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc biến thành thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy, thay một thân áo xanh mới tinh, Đứng bên giường ngẩn ngơ nửa ngày, rốt cuộc quay người đi đến phía cửa. Trên giường, lông mi thật dài Tử Linh khẽ run lên, một giọt nước mắt óng ánh theo gương mặt chậm rãi lăn xuống, lưu lại một đạo nước mắt tinh tế. Hàn Lập đi tới trước cửa, bỗng nhiên dừng lại, lần nữa nhìn về phía giường một cái, thấy Tử Linh còn đang ngủ say, cất bước đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh nến trong phòng theo đó hơi lay động, sau đó lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Khi hắn đi vào cửa đại điện, Cam Cửu Chân đã đợi tại đó. Đã chuẩn bị xong, Hàn Lập đi ra phía trước, hỏi, tử linh đâu, hôm nay không tiến người sao? Cam cửu chân nhìn sau lưng Hàn Lập một cái, mở miệng hỏi. Đêm qua có gì cũng đã nói, sáng nay không cần phải nói nhiều nữa. Hàn Lập lắc đầu, nói, trên mặt cam cửu chân lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng chỉ coi tử linh không nỡ chia ly, không tiếp tục hỏi nữa. Cổ tay nàng chuyển động, lấy ra một lệnh bài lớn chừng bàn tay và một ngọc giản màu đen, đưa cho Hàn Lập. Bồ đề lệnh, Hàn Lập tiếp nhận vào trong tay xem xét, nghi ngờ hỏi. Long Uyên tiên vực vốn là một trong 36 đại tiên vực, có thể thông hướng trung thổ tiên vực. Lúc này, người mang theo bồ đề lệnh, nói là tiến về trung thổ tiên vực tham gia bồ đề yến, so với bất luận thông quan văn điệp gì đều có tác dụng tốt hơn, có thể giảm đi không ít phiền phức. Cam Cửu chân nói, người suy tính rất chu toàn, Hàn Lập gật đầu nhẹ, cổ tay chuyển một cái, thu vào. Đều là phụ thân trước khi đi đã phân phó. Trong miếng ngọc giản kia ghi chép cách tiến về Long Uyên Tiên vực, cũng ghi chép một ít linh tức liên quan đến Phùng Thanh Thủy, hy vọng có thể giúp được cho ngươi." Cam Cửu Chân nói, "Có những thứ này đã đủ." Hàn Lập thoáng xem xét một chút, nói, "Nhất định phải cứu mẫu thân trở về." Cam Cửu Chân mím môi, trịnh trọng dặn dò, "Biết rồi." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói xong, hai tay của hắn bấm pháp quyết, chỉ nói một câu đi, trên chín tầng trời lập tức có đạo đạo kim lôi trùng điệp rơi xuống. Sau một trận ầm rung động, Thân ảnh Hàn Lập đã biến mất ngay tại chỗ. Không gian trước người Cam Cửu Chân vẫn còn khuấy động, ánh mắt của nàng trông về phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Chương 1327, Phó ước, hắn đi rồi. Đang lúc Cam Cửu Chân nhìn về phía xa chân trời, bên cạnh bóng xuất hiện gỗ chấn động, một bóng người trống giống hiện ra, là Luân Hồi Điện chủ. Chỉ là thân hình đã có chút mông lung trong suốt, giống như là cố hình chiếu phân thân. Cam Cửu Chân yên lặng gật đầu dường như cũng không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của luân hồi điện chủ người cảm thấy hắn hiện giờ thế nào luân hồi điện chủ hỏi hắn hiện tại cho ta cảm giác rất đáng sợ khác biệt hoàn toàn so với lúc trước nói như vực không đáy cũng không đủ để hình dung loại cảm giác này ta chỉ cảm nhận được ở trên người của ngài thực lực của hắn làm sao lại biến hóa to lớn đến vậy cam cửu chân lấy lại bình tĩnh nói nếu như ta đoán không sai hắn đã chém xong thiện thi nên giờ thực lực cũng kém không nhiều so với ta Luân hồi điện chủ mỉm cười nói, thật chứ, nói như vậy, chỉ một thời gian ngắn, hắn đã từ đại la trung kỳ đột phá đến hậu kỳ sao. Sắc mặt cam cửu chân bỗng nhiên biến đổi, hắn làm sao làm được, ta không quan tâm, nhưng người phải nhớ kỹ một điều, trí tôn pháp tắc sở dĩ được xưng trí tôn, là vì nó càng tiếp cận gần hơn với bản nguyên của thiên đạo, nhất là sau khi chém xong ác ngã và thiện ngã. Trí tôn pháp tắc đã bắt đầu tương dung với thiên đạo, nên thực lực so với lúc trước không thể tưởng tượng nổi luân hồi pháp tắc hay thời gian pháp tắc cũng vậy đều giống như nhau luân hồi điện chủ chậm rãi nói trước đây chỉ nghe người ta nói trí tôn pháp tắc rất đặc biệt nhưng giờ xem như mới có chút nhận biết xem ra ta cũng phải tranh thủ mới được cam cửu chân hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt nắm tay muốn có thu hoạch thì phải bỏ ra công sức người tu luyện trí tôn pháp tắc thì con đường tu hành càng thêm gian khổ nhất là khi tiến vào đại la cảnh càng thêm khó khăn muôn phần chân tiên giới này tuy rộng lớn Kẻ muốn lĩnh ngộ trí tôn pháp tắc càng nhiều không kể xiết, nhưng được mấy người đây. Bởi vậy bản thân ngươi nhất định không được nóng vội, ngươi có con đường riêng của chính mình. Luân hồi điện chủ biết rõ trong lòng Cam Cửu Chân nghĩ gì, nên nói thẳng. "Vâng Cam Cửu Chân ngượng ngùng đáp, ngươi nếu có tâm, từ hôm nay có thể đi vào phàm tục du lịch một phen." Luân hồi điện chủ nói. "Đi phàm tục du lịch?" Cam Cửu Chân khẽ giật mình, "Thiện chi đã không còn, thì sao chém được?" Tu sĩ trong lúc tu hành phần lớn đã đánh mất phần thiện niệm vốn có, thậm chí so với phàm phu tục tử còn không bằng. Hiểu rõ như thế nào là thiện, thì mới bắn tên chúng đích được. Luân hồi điện chủ nói một cách thâm ý, cam cửu chân nghe vậy, dường như có sở ngộ, nhưng nhất thời cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn ý tứ trong đó, nên cứ đứng ngây người. Làm việc thiện mà không tính toán, có thể khiến thần hồn của người ta trong lúc chuyển thế đạt được chúc phúc nào đó. Cho dù ta có thể điều khiển lục đạo luân hồi, nhưng muốn cải biến vận mệnh của những người lương thiện kia cũng không dễ dàng. Luân hồi điện chủ giống như là đang nói cho chính mình nghe. Vâng, ta đã biết, phụ thân, người, thật muốn đi phò ước, cam cửu chân như chợt hiểu khẽ gật đầu, tiếp đó lại ngẩng đầu hỏi. Cuộc chiến giữa chúng ta và thiên đình chắc chắn phải diễn ra, mẫu thân người đã bị thiên đình bắt đi. Cửu chân, người không thể lại xảy ra chuyện, luân hồi điện chủ nhìn cam cửu chân, bỗng chốc giọng nói nhu hòa đi mấy phần. Ta muốn đi với người cứu mẫu thân. Cam cửu chân nói, không được, người hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không được rời đi nửa bước. Vẻ mặt luân hồi điện chủ nghiêm nghị, nói, cam cửu chân lần đầu tiên thấy vẻ mặt luân hồi điện chủ như vậy, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng ánh mắt nhìn luân hồi điện chủ vẫn mang theo một tia kiên quyết. Chỉ khi người bình an vô sự, ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó thiên đình. Chuyện của mẹ ngươi, cứ giao cho ta và hàn lập là được. Luân hồi điện chủ khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai cam cửu chân, sau đó thân hình khẽ động biến mất không thấy gì nữa cam cửu chân nhìn hư không phía trước há hốc mồm đứng ngơ ngẩn tại chỗ một lúc rồi quay người bay vào chỗ sâu của cung điện long uyên tiên vực thiên hải đại lục vụ long thành long uyên tiên vực có nguồn nước rồi rào không gì sánh được toàn bộ tiên vực trên tám thành đều là biển cả mênh mông chỉ có hai thành tiên vực là lục địa hòn đảo chi chít phân bố khắp mọi nơi thiên hải đại lục là khối đại lục lớn nhất long uyên tiên vực mà Vũ Long Thành lại là thành trì lớn nhất của Thiên Hải Đại Lục. Vũ Long Thành xây dựng gần bờ biển, vị trí địa lý phi thường thuận lợi, vừa vặn ở vào điểm giao nhau của các đại lục. Trong thành càng là một mảnh phồn hoa, toàn bộ Long Nguyên Tiên vực ai cũng biết đến nơi này. Nhưng mọi người đều biết nổi tiếng nhất không phải là Vũ Long Thành, mà là Vũ Long Tông. Vũ Long Tông là tông môn cực kỳ lâu đời ở Long Nguyên Tiên vực, được sáng lập không biết đã bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn một mực độc chiếm vị trí đệ nhất của Long Nguyên Tiên vực. Về sau, trong tông xuất hiện thiên tài ngàn năm có một là Phùng Thanh Thủy, càng lên như diều gặp gió. Cuối cùng y đột phá cảnh giới đạo tổ, thanh danh Vũ Long Tông càng vang dội khắp cả chân tiên giới. Bây giờ Vũ Long Tông như là mặt trời giữa trưa, thực lực trong tông hùng hậu, từ trên xuống dưới là cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Một chỗ quảng trường ở trung tâm Vũ Long thành, diện tích khoảng trăm dặm, có từng đội hộ vệ mặc áo lam đang đi tuần sát. Những người này đều là ngoại môn đệ tử của Vũ Long Tông, chuyên môn phụ trách việc giữ gìn ổn định Vũ Long thành không riêng vụ Long Thành, toàn bộ thiên hải đại lục đều do vụ Long Tông quản lý, Long Uyên Tiên vực tiên cung cũng rất khó nhúng tay vào. Giữa quảng trường có một cổng trào màu lam to lớn, cao vút trong mây, giống như ngọn núi cao lớn màu lam ở đó. Trên cổng trào điêu khắc vô số đạo văn, rậm rạp trăng chít như mạng nhiệt, bao phủ toàn bộ cổng trào, từng trận đạo văn lan tràn, phóng xạ xuống các nơi trên quảng trường. Trên quảng trường có chẳng chít từng tòa trận pháp truyền tống, có lớn có nhỏ chừng hơn ngàn cái, mỗi một trận pháp truyền tống đều cộng hưởng cùng trận văn của cổng trào, giờ phút này đều đang chiếu sáng lấp lánh. Những truyền tống trận này liên thông các đại tiên vực của chân tiên giới, nên mỗi ngày có vô số người ra vào. Ánh sáng trong một tòa truyền tống trận lóe lên, sau bóng người xuất hiện trong pháp trận rồi đi ra. Trong đó năm người đang cười nói với nhau, xem ra quan hệ có chút thân mật, chỉ có một nam tử mặc áo bào xanh là hơi xa cách với nhóm người. Wow, nơi này chính là vụ Long Thành, thật sự rất tráng lệ, thiên địa linh khí cũng nồng đậm như vậy, so với thiên hằng tiên vực của chúng ta thì tốt hơn nhiều lắm. Thiếu nữ áo lam đứng trong đám người hít sâu một hơi, nói. Đó là đương nhiên, lòng Uyên tiên vực là một trong 36 đại vực, tất nhiên phải tốt hơn so với thiên hằng tiên vực. Thật không uổng công năm huynh muội chúng ta, dốc hết tài sản để mua truyền tống phủ đến đây. Một lão giả áo đen nói, tu vi của người này đã đạt đến kim tiên cảnh, là người có tu vi cao nhất trong năm người, đám người này là do gã cầm đầu. Bốn người còn lại nghe vậy, mặt đều lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên cũng phải đa tạ hàn đạo hiếu, nếu không chúng ta cũng thể gom đủ chi phí truyền tống. Lão giả áo đen nhìn nam tử mặc áo bảo màu xanh, cười nói. Hắc đạo hữu quá khách khí, đôi bên cũng có lợi mà thôi. Truyền tống trận kia mỗi lần có thể truyền tống 6 người, năm vị chịu tiếp nhận hàn mỗ đồng hành, tại hạ cũng tiết kiệm được không ít tiên nguyên thạch. Nam tử mặc áo bảo xanh cười nói. Hàn đạo hữu khách khí lão giả áo đen gật đầu với nam tử mặc áo bào xanh. Hiện giờ, tiên nguyên thạch trên người chúng ta còn lại không nhiều, thời gian gian khổ còn ở phía trước, sau này phải thật cố gắng, tranh thủ sớm ngày tìm nơi đặt chân ở chỗ này. Gã nói với bốn người còn lại, vâng bốn người đồng thanh đáp, hàn đạo hữu, người cũng là tán tu, không bằng ở lại chỗ này với chúng ta, cùng nhau hành động, nhiều người cũng dễ chiếu cố lẫn nhau. Lão giả áo đen quay người lại nói với nam tử mặc áo bào xanh. Hàn mỗ có chuyện quan trọng khác, không thể cùng các vị đồng hành, chúc mấy vị tu luyện thuận lợi. Nam tử mặc áo bào xanh mỉm cười, sau đó chắp tay nói. Mặt của lão giả áo đen lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, chắp tay với nam tử mặc áo bào xanh, rồi cùng bốn người bay vào bên trong thành. Nam tử mặc áo bào xanh không lập tức rời đi, mà đứng đó nhìn chung quanh một lượt. Tên ngoại lai kia, quảng trường truyền tống không phải là sân nhỏ của nhà ngươi, mà tùy tiện đứng loạn tại đấy, nhanh rời đi tên hộ vệ cao gầy ở gần đó thấy nam tử mặc áo bào xanh đứng yên tưởng rằng hắn bị tình cảnh trong thành trấn nhiếp nên âm thầm đắc ý sau đó lạnh lùng quát nam tử mặc áo bào xanh dường như không nghe thấy cứ đứng im bất động mặt hộ vệ cao gầy trầm xuống một tên tiểu tán tu của tiểu tiên vực mà cũng dám không nhìn y là môn hạ của vũ long tông đang muốn đi qua đuổi đi và trừng trị tên kia một phen nhưng khi hộ vệ cao gầy tới gần đối phương mười trượng vốn đang nổi giận đùng đùng nhưng bước chân bỗng dừng lại trên mặt lộ nét cổ quái. Nam tử mặc áo bào xanh rõ ràng đứng ở nơi đó không làm gì cả, nhưng khi tới gần đối phương, thần hồn gã bỗng nhiên run rẩy, càng tới gần thần hồn rung động càng dữ dội. Nam tử mặc áo bào xanh này chính là Hàn Lập, hắn từ U Minh giới trở về Hắc Phong Hải vực, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Long Uyên Tiên vực này. Thần thức hắn giờ phút này đang khách tán ra, dò xét tình huống nơi đây. Diện tích Long Uyên Tiên vực quá lớn, hơn xa Hạc Cương Tiên vực với thần thức hiện giờ của hàn lập cũng không thể bao phủ hoàn toàn chỉ có thể dò xét gần phân nửa tiên vực nhưng hắn đang ở thiên hải đại lục nên thần thức có thể bao phủ toàn bộ nơi đây mọi việc của vụ long tông cũng rõ ràng trong tầm mắt nhưng ngay sau đó hắn khẽ cau mày không chỉ nam cung uyển ngay cả khí thức của phùng thanh thủy cũng không thể cảm ứng được nam cung uyển không cần phải nói là hắn quen thuộc nhất còn phùng thanh thủy mặc dù là đạo tổ tôn sư cao quý nhưng sao có thể giấu giếm được chính mình dò xét phải biết rằng hiện tại hắn đang tiêu hao lực lượng thần hồn đời đời kiếp sau để đạt được luyện thần thuật tầng thứ bảy chắc là tình báo của cửu chân không chính xác trong lòng hàn lập suy đoán trầm ngâm một chút rồi quay người nhìn tên hộ vệ cách đó không xa trong đôi mắt nổi lên đạo quang mang mông lung ánh mắt của hộ vệ cao gầy lập tức trở nên mê ly sau đó vô số ký ức quanh cảnh nổi lên trên đồng tử của gã thình lình là tất cả quá khứ từ nhỏ đến lớn vô cùng nhanh chóng lấp lóe thời gian du ngoạn khắp chân tiên giới lúc trước khiến kiến thức hắn vô cùng phong phú nhìn thấy đủ điều hàn lập hiện giờ khống chế luyện thần thuật càng thêm trôi chảy nên dò xét ký ức của một tu sĩ thái ất cảnh tự nhiên dễ như trở bàn tay cắn bản không cần siêu hồn một cách bá đạo nữa hàn lập rất nhanh dò xét xong ký ức của người này mặc dù không nhiều nhưng cuối cùng cũng tìm hiểu được một chút tin tức về vụ long tông thân ảnh hắn nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ nơi xa quang mang mê ly trong mắt hộ vệ cao gầy lập tức biến mất giật mình một cái tỉnh lại a à, chuyện gì vừa xảy ra Hộ vệ cao gầy nhăn mày lại, cảm giác như trong đầu mình thiếu thứ gì đó. Gã đưa tay gãi gãi đầu, nhìn lại xung quanh nhưng rất nhanh liền lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó tiếp tục đi tuần tra quảng trường. Chương 1328: Một kích thành công. Trong Vụ Long Tông, tại một vị trí ưu tính bên ngoài một tòa đại điện, hư không khẽ động, thân ảnh Hàn Lập nổi lên. Ngoài cửa đại điện, hai vệ sĩ mặc chiến giáp màu lam đứng hai bên tả hữu, khí tức trên thân cường đại, đã đạt đến thái ất cảnh hậu kỳ hai người nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập trống rỗng xuất hiện, mặt biến sắc, đang muốn hô to lên. Hàn Lập quét nhìn hai người một cái, trong mắt ẩn ẩn có chút ánh sáng hiện lên. Thân hình hai vệ sĩ thái ất cảnh hậu kỳ lập tức cứng ngắc bất động, phảng phất biến thành hai pho tượng. Hàn Lập không tiếp tục để ý hai người, nhìn về phía cung điện đóng chặt phía trước. Đại môn cung điện đóng chặt, phía trên chấp động một tầng lam quang mông lung, hiển nhiên có bảy cấm chế cực kỳ lợi hại. Hai mắt Hàn Lập đánh giá trên dưới đại môn cung điện, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa, vung tay áo lên. 72 đạo lôi quang màu vàng thật nhỏ từ trong tay áo hắn bắn ra, trong nháy mắt chui vào hư không không thấy bóng dáng. Trong hư không mấy trăm dặm xung quanh thiên hải đại lục bỗng lóe lên lôi quang, 72 chuôi lôi kiếm màu vàng nổi lên, hình thành một vòng vây to lớn hình tròn, bao phủ toàn bộ thiên hải đại lục vào trong. Từng đạo hồ quang điện màu vàng từ trên lôi kiếm nở rộ ra, đồng thời xen lẫn vào nhau, trong nháy mắt hình thành một chiếc lồng lôi võng màu vàng, bao phủ toàn bộ đại lục vào trong đó. Bất quá lôi võng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Màn trời trên không đại lục xuất hiện từng đoàn từng đoàn mây đen, càng lâu càng dày, bộ dạng bão tố sắp đến. Tu sĩ các nơi trên đại lục rất nhanh chú ý tới biến hóa trên bầu trời, nhưng cũng không để trong lòng, lòng huyền tiên vực thủy khí nồng đậm, mưa to gió lớn là chuyện rất bình thường. Làm xong những thứ này, thân hình hàn lập liền động, Hóa thành một đạo kim quang bắn tới trên cửa chính. Cấm chế trên cửa lập tức đại phóng, vô số lam quang hiển hiện giống như sóng cả, ý đồ ngăn cản kim quang xâm nhập. Nhưng kim quang kia không dừng lại chút nào, trong nháy mắt xuyên thủng lam quang, chui vào trong đại môn. Phía trong cung điện, một lão giả khuôn mặt gầy gò, thân hình tiểu tụy đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn. Đỉnh đầu lão giả quanh quẩn lam quang, ngưng tụ thành một đóa hoa màu xanh lam lớn vần trược, chuyển động quay tròn, phát ra trận trận thanh âm phản âm thanh minh từng mảnh từng mảnh cánh hoa màu lam từ trên đóa hoa bay ra ngoài, chớp động du tẩu khắp nơi trong điện, càng tản mát ra một mùi thơm kỳ lạ. Lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lại ngoài điện, đang muốn đứng dậy. Kim quang lóe lên, một bóng người đã xuất hiện ở trong điện, chính là Hàn Lập. Lão giả phản ứng thần tốc, thân thể nhảy lên một cái, quanh người đại thịnh màu lam, khí thức bành trướng ra không gì sánh được, thình lình đạt đến đại la đỉnh phong. Một tiếng gào rõ to hùng hồn từ thể nội lão truyền ra, làm quang lóe lên, một đầu long ảnh màu lam lớn ngàn trượng xuất hiện quanh người lão giả. Long ảnh vừa xuất hiện, thân thể lão giả vốn già nua giống như cỏ khô héo gặp được thuốc tiên, cơ bắp khô quắt sắc sắc bành trướng ra, tóc hoa dâm trong nháy mắt trở nên đen bóng, làn da cũng trắng muốt như ngọc, trong nháy mắt cả người nhìn trẻ hơn 50 tuổi. Khí tức tán phát ra lập tức biến đổi, trở nên cuồng dã không gì sánh được, phảng phất một đầu chiến long hô khiếu thiên địa. Tay áo lão giả vung lên, một quyền đánh về phía Hàn Lập một cỗ quyền kình hùng hồn không gì sánh được đánh về phía hàn lập lòng ảnh màu lam quanh người lão cũng theo quyền kình bắn ra nhào về phía hắn hư không trong điện răng rắc một tiếng đều dạn nứt hiện ra vô số vết sạt nhưng không triệt để bạo liệt ra như một trang giấy phủ kín vết sạt hết lần này tới lần khác lại không vỡ vụn miễn cưỡng dính liền cùng một chỗ ngay lúc lão giả đánh ra một quyền cấm chế khắp vụ long tông đều vận chuyển hào quang tỏa sáng toàn bộ tông môn bị lam quang trùng thiên vây quanh phảng phất một mảnh quang hải màu lam trói lọi. Chỉ một thoáng, phương viên mấy trăm vạn dặm, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tụ đến, dung nhập vào trong quang hải màu lam. Sau đó tất cả cấm chế chi lực trong nháy mắt hội tụ đến đại điện nơi đây. Bốn vách tường đại điện tỏa ra thủy quang màu lam mãnh liệt, huyền ảo thâm thúy, càng có trận trận diệu âm truyền ra, phảng phất âm nhạc kỳ diệu đến từ thái cổ. Rầm rầm, vô số thủy quang màu lam từ trong vách tường bắn ra, như ba đào thủy triều mãnh liệt, phô thiên cái địa cuốn tới Hàn Lập, uy thế so với một quyền khi nãy của lão giả còn lớn hơn nhiều. Hết thảy trong đại điện đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, phảng phất trong nháy mắt đã na di đến ức vạn trượng dưới đáy biển, làm cho không người nào có thể động đậy mảy may. Hết thảy nói thì phức tạp, kỳ thật phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Hàn lập cảm ứng được tình huống bên ngoài, nhíu mày, lập tức lại giãn ra, tùy ý đưa tay đánh một kích vào hư không. Trong hư không lóe lên kim quang, một nắm đấm to lớn ngưng tụ thành hình, đảo một cái ra không có bất kỳ gì tưởng kinh người nào, hư không cũng không ba động mảy may. Nhưng mà quyền kình bay vụt đến, long ảnh, lam quang đều dừng lại ở nơi đó, sau đó dễ như trở bàn tay sụp đổ vỡ vụn. Sắc mặt lão giả kinh hãi, quay người tính bỏ chạy ra phía ngoài. Nhưng quyền ảnh màu vàng kia lại càng nhanh, trong nháy mắt lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả, hóa quyền thành trường, vỗ xuống. Lão giả cuồng hống một tiếng, toàn thân đại phóng lam quang, hai tay nâng lên đỡ phía trên ầm ầm một tiếng to lớn trầm đục, toàn bộ cung điện kịch liệt lắc lư. Một nửa thân thể lão giả bị nện chui vào mặt đất, thân thể lại biến trở về bộ dáng tiểu tụy trước đó, trong miệng cuồng phun máu tươi, nhìn chỉ còn nửa cái mạng. Một ngón tay trống rỗng xuất hiện trước người lão giả, giống như hời hợt điểm vào trên trán của lão. Mấy đạo xiềng xích óng ánh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào mi tâm lão. Toàn thân lão giả lập tức cứng ngắc, hai mắt cũng biến thành trống rỗng vô thần. Thân ảnh Hàn Lập xuất hiện trước người lão giả, một tay kéo lão từ dưới đất lên, sau đó thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Sóng nước màu lam trong điện chậm chậm tán đi, hư không vỡ vụn cũng chậm rãi lấp đầy. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang mãnh liệt rơi ở ngoài điện, hiện ra ba bóng người. Một nam tử trung niên cao lớn, một thiếu phụ mặc lam bào, còn có một người chỉ cao ba thước, là một đồng tử nhỏ bé. Khí tức trên thân ba người to lớn, đều là tồn tại đại la. Trung niên nam tử cao lớn và thiếu phụ mặc lam bào là đại la trung kỳ, đồng tử kia càng cao hơn một bước, đạt đến đại la học kỳ. Hai vệ sĩ làm giáp ngoài điện kia vẫn hôn mê ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy cảnh này, sắc mặt ba người đều trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Trưởng môn, đã xảy ra chuyện gì? Ba người liếc nhau, sau đó trung niên nam tử cao lớn hô vào hướng trong điện. Trong đại điện không ai trả lời, bên trong chỉ sợ đã xảy ra chuyện, vào xem, thiếu phụ mặc lam bào trầm giọng nói. Hai người kia cũng không ý kiến, bấm niệm pháp quyết phá giải cấm chế trên đại điện tiên khí mở ra cấm chế đại điện mặc dù trong tay trưởng môn bất quá không có vật kia cũng không có nghĩa là không cách nào mở ra ba người hợp lực rất nhanh liền phá vỡ cấm chế trên đại môn tiến vào trong điện trong đại điện mặt đất bừa bộn thân ảnh trưởng môn biến mất vô tung trên mặt đất còn có một vũng máu trung niên nam tử cao lớn dùng ngón tay dính một ít máu tươi thần thức dò xét một chút đoán được chủ nhân vết máu không ổn nhìn tình hình này trưởng môn có khả năng bị người trọng thương bắt đi nam tử trung niên khẽ thở một hơi lạnh giọng nói mấy người khác mặc dù đã sớm dự cảm nghe lời này sắc mặt đều trầm xuống thực lực trưởng môn đã đạt đến đại la đỉnh phong người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy kích thương bắt đi chẳng lẽ là thiếu phụ mặc lam bảo nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút khó coi nói không sai nếu như là tồn tại đại la đúng là không người nào có thể làm được nhưng nếu là đạo tổ xuất thủ thì chưa hẳn. Đồng tử đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy, lại lộ ra một cỗ cảm giác dị thường già nua. Hẳn là sẽ không chứ, tồn tại đạo tổ có địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, sao lại tự hạ thân phận tới đối phó tu sĩ đại la chúng ta. Trung niên nam tử cao lớn cười lớn một tiếng rồi nói, nhưng thanh âm không tự chủ giảm thấp xuống mấy phần, tựa hồ sợ bị người nghe được. Tình thế chân tiên giới bây giờ đã loạn, rất nhiều chuyện tốt nhất đừng dựa theo ý nghĩ trước kia mà suy đoán, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Đồng tử tiếp tục nói, cơ trưởng lão, vậy theo ý kiến của ngươi, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trung niên nam tử cao lớn nhìn về phía đồng tử, hỏi. Thiếu phụ mặc lam bào cũng nhìn lại, sự tình trưởng môn mất tích 89 phần 10 liên quan đến đạo tổ, đã không phải là thứ chúng ta có thể xử lý, thông chi cho lão tổ đi. Đồng tử đề nghị, trung niên nam tử cao lớn và thiếu phụ mặc lam bào nghe vậy nhìn nhau một chút, gật gật đầu. Trong hư không loạn lưu, một đoàn kim quang gần mẫu trôi nổi tại đây, hình như cái trứng khổng lồ, không nhìn thấy tình huống bên trong. Trong kim quang là một không gian hoàn toàn thực chất hóa, diện tích lại không như bên ngoài nhìn thấy gần mẫu, mà chừng hơn 10 dặm, sông núi cỏ cây đều có. Trưởng môn vụ long tông bị đặt trên mặt đất, bàn tay hàn lập đặt trên đầu của lão, lòng bàn tay chấp động u quang, thi triển siêu hồn thuật. U quang chấp động, càng ngày càng sáng, phát ra trận trận thanh âm giống như quỷ khiếu. Lông mày hàn lập hơi nhíu lên, Thần hồn trưởng môn vụ Long Tông có chút cổ quái, tựa hồ tu luyện một loại bí thuật, tất cả ký ức hình ảnh trong thần hồn ngưng tụ thành một điểm, hình thành một phong ấn kỳ lạ. Mà phong ấn này và thần hồn trưởng môn vụ Long Tông lại kết nối chặt chẽ với nhau, phi thường không ổn định, hơi chút cưỡng ép dò xét, thần hồn người này sẽ lập tức tự bảo. Hàn lập lộ vẻ do dự, rất nhanh thu hồi thủ trưởng, đưa tay vỗ mấy cái lên người trưởng môn vụ Long Tông, phong ấn tu vi đối phương, sau đó điểm một cái lên mi tâm lão mấy đạo xiềng xích óng ánh từ mi tâm trưởng môn vụ long tông bay ra chui vào thể nội hàn lập trưởng môn vụ long tông từ mê man tỉnh lại hai mắt nhìn quanh cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người hàn lập mở miệng hỏi tiền bối là vị đạo tổ nào chẳng biết tại sao lại tự hạ thân phận bắt tại hạ tới đây dương sơn trưởng môn không cần đề phòng như vậy hàn mỗ đem các hạ đến cũng không phải là muốn tính mạng của ngươi chỉ là muốn nghe ngóng từ ngươi một ít chuyện chờ ta làm xong sẽ thả ngươi rời đi Hàn Lập nhìn thần sắc trưởng môn vụ Long Tông, khẽ cười một tiếng rồi nói. Dương Sơn trưởng môn nghe lời này, mắt lộ vẻ kinh ngạc, suy tính thật lâu, đột nhiên nhắm mắt lại. Các hạ đây là cự tuyệt hợp tác với ta sao? Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, hỏi. Không sai, ta mặc dù không biết tiền bối là người phương nào, bất quá đừng mơ tưởng dựa vào ta hỏi bất luận cái gì liên quan đến lão tổ, muốn chém giết muốn dóc thịt cứ làm. Dương Sơn trưởng môn lạnh giọng quát, thật đúng là trung tâm với chủ, người như người ta vẫn rất thưởng thức chỉ là sự tình ta muốn biết cũng rất trọng yếu nhất định phải biết nếu đã không còn cách nào xin mời các hạ nếm chút khổ sở hàn lập từ tốn nói cũng không vì dương sơn trưởng môn cười tuyệt hợp tác mà tức giận muốn cưỡng ép siêu hồn thì tới đi trong hồn phách của ta lão tổ đã tự tay thiết hạ cửu long phong ấn dù các hạ là đạo tổ nhiều nhất là để cho ta hồn phi phách tán mơ tưởng dò xét trí nhớ của ta dương sơn trưởng môn cười lạnh nói Nguyên lai like phòng ấn kia là phùng thanh thủy tự tay bày ra, chật chật, xác thực rất xảo diệu, có thể phòng ngừa đại đa số đạo tổ tiến hành siêu hồn ngươi. Nhưng đáng tiếc không đủ, ngươi lại gặp ta. Hàn lập cười nhạt một tiếng, chương 1329, tìm đến tận cửa. Nghe Hàn lập nói vậy, hai hàng lông mày dương sơn trưởng môn khẽ động, ngay sau đó khôi phục như thường. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hiển nhiên cho là Hàn lập hư phóng của ngôn. Phòng ấn cửu long trên người các hạ, ký ức và thần hồn tương liên với nhau rất chặt chẽ, hơn nữa trong phong ấn có chín cỗ lực lượng khác nhau. Chỉ cần có chút ngoại lực thâm nhập, lập tức sẽ xung đột nổ tung. Chật chật, thật khiến người ta không thể nào đụng tay. Hàn Lập vừa cười vừa nói, hai mắt dương sơn trưởng môn nhắm nghiền, nghe đến đây, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ có điều phong ấn cửu long này cùng cộng hưởng với lực lượng thần hồn của các hạ, nếu như lực lượng thần hồn các hạ yếu đi, lực lượng phong ấn này cũng sẽ yếu theo ví dụ như thần hồn các hạ biến thành cấp kim tiên, giải quyết phong ấn cửu long cũng dễ như trở bàn tay, cho dù bạo liệt cũng có thể tùy tiện ngăn chặn. Hàn lập ngừng một chút, sau đó lại nói, Dương Sơn trưởng môn bỗng nhiên mở mắt ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia bất an. Hàn lập không nói gì nữa, một tay nhấc lên, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Năm đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, một đạo mãnh liệt như hỏa, một đạo ôn thuận như thủy, một đạo thuần phát như thổ, một đạo tràn trề như mộc, đạo còn lại thì sắc bén như kim. Mỗi một đạo kim quang đều tản mát ra một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Năm đạo kim quang rơi xuống quanh người Dương Sơn trưởng môn, quay tít một vòng, sau đó nối đuôi nhau quấn quanh người gã, tạo thành một màn sáng màu vàng, bao phủ gã vào bên trong. Quang ảnh hoa văn các loại như ngọn lửa, dòng nước, đất cát, cây cối, kim luân lần lượt thay nhau lóe lên ở trên màn sáng. Năm cỗ lực lượng thời gian pháp tắc dung hợp hoàn mỹ, cấp tốc vận chuyển kim quang linh vực xung quanh cũng chấp động, chậm rãi vận hành. Thời gian trôi qua, xung quanh Dương Sơn trưởng môn bỗng nhiên phát sinh cực biến. Gã phát ra tiếng kêu thống khổ, khí tức nhanh chóng giảm xuống. Đại La Hậu Kỳ, Đại La Trung Kỳ, Đại La Sơ Kỳ, Thái Ất Hậu Kỳ, Thái Ất Trung Kỳ, trong nháy mắt, Tu Vi Dương Sơn trưởng môn lập tức từ cảnh giới Đại La Đỉnh Phong, hạ xuống cấp độ Kim Tiên. Đây cũng không phải là Tu Vi giảm xuống bình thường, mà là tất cả lực lượng pháp tắc, số lượng tiên khiếu, lực lượng thần hồn đều hạ xuống cấp độ kim tiên. Muốn quay về tu vi trước đó, nhất định phải khổ tu lại một lần nữa. Màn sáng màu vàng quanh người Dương Sơn trưởng môn chập trần mấy lần, lóe lên biến mất. Ngươi, ngươi đã làm gì ta? Lão giả cảm nhận được biến hóa trên thân thể, kinh hãi gần chết, hô lớn. Lập tức, trong mắt gã hiện lên một tia kiên quyết, lực lượng thần hồn trong đầu chấn động kịch liệt, đang muốn tự bạo thần hồn. Nhưng với tu vi bây giờ của gã, tốc độ thi pháp thực sự quá chậm, trong nháy mắt đại thủ của Hàn Lập đã đặt lên đầu Dương Sơn Trưởng Môn, hồn lực vô cùng cường đại của tới, tùy tiện áp chế hết thảy cử động của Dương Sơn Trưởng Môn. Sắc mặt Hàn Lập như thường, dựa vào tu vi của hắn bây giờ, thì triển thần thông ngũ hành huyễn thế quyết không còn khó khăn như trước, mà đã lô hỏa thuần thanh. Lực lượng thần hồn của Dương Sơn Trưởng Môn cũng hạ xuống cấp độ kim tiên, nên phong ấn cửu long trong đó căn bản không ngăn được hắn siêu hồn. Từng cỗ từng cỗ u quang thẩm thấu vào trong đầu Dương Sơn Trưởng Môn, rất nhanh phá vỡ phong ấn cửu Long, dò xét trí nhớ đối phương Vụ Long bí cảnh, thì ra ở chỗ này Sớm biết như thế, người sao lại phải khổ Hai hàng lông mày Hàn Lập nhướng lên, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thu tay về Mà hai mắt Dương Sơn trưởng môn đã nhắm, dĩ nhiên đã hôn mê Hàn Lập phất tay phát ra một cỗ kim quang, cuốn qua thân thể Dương Sơn trưởng môn Dương Sơn trưởng môn lập tức biến mất không còn tâm thích Thân hình Hàn Lập cũng nhoáng một cái rồi biến mất một sơn cốc sâu trong vụ long tông, ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống cốc. Đó là ba người trung niên nam tử cao lớn, thiếu phụ mặc lam bào và đồng tử họ cơ. Cuối sơn cốc có một cửa đá phổ thông, ba người đi tới trước cửa, quỳ lạy trên mặt đất. Đồng tử họ cơ lấy ra một dây hương, sau khi đốt, một đám khói mù màu lam từ từ bay ra, chậm rãi thẩm thấu vào trong cửa đá. Phía sau cánh cửa đá là một thế giới khác, khắp nơi là một vùng biển mênh mông, sâu không thấy đáy. Một vầng mặt trời màu lam lơ lửng ở trên bầu trời, tản mát ra hào quang màu lam, chiếu xạ xuống mặt nước. Xuy suy suy, mặt nước lập tức bốc lên vô số sương mù màu lam, tựa hồ như bị bốc hơi vậy. Khắp nơi trên mặt biển đều là hơi nước cuồn cuộn, dưới mặt biển thỉnh thoảng cũng gợn lên từng đợt sóng lớn, lộ ra cái đuôi lớn, hoặc cũng có thể là cái móng vuốt lớn. Một thạch động nằm sâu dưới đáy biển, không gian nơi này phi thường lớn, vô số quái thạch lởm chởm núi liền nhau hình thành một mảnh rừng đá. Trong rừng đá, vô số hài cốt khổng lồ, lớn thì chừng vạn trượng, nhỏ nhất thì cũng cỡ mấy trăm trượng, chi chít dày đặc, đếm không xuể, đang nằm lẳng lặng ở đó. Những hài cốt này mặc dù đã vẫn lạc, nhưng vẫn tản mát ra một loại khí thức vô cùng cuồng ngạo, như đang nhìn xuống ngàn vạn sinh linh nhỏ bé. Đây toàn là xương cốt rồng, nơi đây dường như là quần long chi mộ, trong thạch động, trên một tảng đá lớn màu lam, một lão giả già trên 80 tuổi, dâu tóc bạc phơ đang khoanh chân ngồi, đúng là phùng thanh thủy mắt lão nhìn về phía trước ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì không biết qua bao lâu thân hình phùng thanh thủy bỗng nhiên khẽ động bàn tay bỗng nắm vào hư không phía trước một cái lập tức một mảnh xương mù màu lam nổi lên ở ngay phía trước nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành một vòng xoáy màu lam bái kiến lão tổ ba thanh âm từ bên trong truyền ra chính là ba người đồng tử họ cơ có chuyện gì lại khiến cho ba người các ngươi cùng nhau đến đây cầu kiến phùng thanh thủy mở miệng nhàn nhạt nói lão tổ chúng ta vốn không nên quấy rầy ngài thanh tu chỉ là trưởng môn đột nhiên biến mất trong môn tựa hồ đã bị ai đó bắt đi theo vết tích hiện trường để lại rất có thể là đạo tổ xuất thủ chúng ta bất lực đành phải đến đây xin lão tổ giúp đỡ đồng tử họ cơ nói ra a lại có việc này các người nói rõ những gì các người thấy cho ta nghe phùng thanh thủy nghe thấy vậy hai hàng lông mày khẽ động đồng tử họ cơ đáp ứng một tiếng sau đó cẩn thận kể lại một lượt tình huống thấy trước đó từng giờ từng phút cũng không bỏ sót. Dương Sơn khởi động tứ khí kinh đào trận cũng không thể tránh thoát kiếp này, bị đối phương vô thanh vô tức bắt đi, hơn phân nửa chính là đạo tổ xuất thủ. Phùng Thanh Thủy chậm rãi nói ra, ánh mắt của lão nặng chiếu, Dương Sơn bị bắt đi ngược lại là không hề gì, vấn đề là lão vậy mà không phát giác được việc này. Tuy nói mình thân ở trong vụ long bí cảnh, hơn nữa lúc nãy tâm tư cũng không chăm chú cân nhắc sự tình gì khác. Nếu bên ngoài có đạo tổ xuất thủ, đáng ra lão phải cảm ứng được mới phải việc này các ngươi không cần phải xen vào nữa, ta tự sẽ tra ra. Phùng Thanh Thủy im lặng một chút, phân phó nói ra. Không cần tra xét, Dương Sơn trưởng môn của các ngươi đang nằm trong tay ta. Một thanh âm hùng vĩ đột nhiên vang vọng, cắt lời Phùng Thanh Thủy. Chưa dứt lời, vụ long bí cảnh đột nhiên rung động kịch liệt. Một đạo kim quang vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng mặt biển lẫn thạch động, rơi xuống không xa trước người Phùng Thanh Thủy, chấn vỡ nát vòng xoáy xương mù màu lam kia. Khi ba người đồng tử họ cơ nghe được dị động, đang muốn mở miệng hỏi, cũng theo đó mà im bặt. Phùng thanh thủy hơi biến sắc, bay ngược về phía sau, đồng thời từng cỗ từng cỗ xương mù màu trắng tuôn ra từ trong người lão, quấn ở xung quanh. Thân hình lão lập tức mơ hồ không rõ, giống như huyễn ảnh xương mù vậy. Kim quang từ trên trời giáng xuống nhanh chóng tản đi, hiển lộ ra thân ảnh một nam tử mặc thanh bào. Phùng thanh thủy nhìn nam tử mang thanh bào đột nhiên xuất hiện, moi ruột gan tìm kiếm trong trí nhớ về tư liệu đám đạo tổ kia, cũng không có người nào như vậy. Tu vi đến loại cảnh giới này như lão, mấy chuyện nhỏ nhặt như huyễn hóa dung mạo, tự nhiên liếc qua là có thể khám phá. Nhưng người trước mắt này lại sử dụng dung mạo vốn có. Chỉ là người này nhìn hơi quen mắt, tựa hồ trước kia đã gặp qua ở nơi nào. Hàn lập không để ý đến phùng thanh thủy, thần thức sớm đã khuếch tán ra. Diện tích vụ long bí cảnh cũng không lớn, thần thức của hắn có thể bao phủ toàn bộ. Nơi đây, dưới đáy biển sâu vô tận, từng con từng con cự long bơi lượn, bất ngờ đều là long tộc vô cùng thuần túy, không ít long tộc có tu vi bất phàm, có đến hơn 10 vị đại la cảnh. Mà ở trong thạch động dưới đáy biển, càng có vô số xương cốt rồng. Vụ long bí cảnh này, quả thực có thể nói là xào huyệt của long tộc. Đám long tộc này tuy rằng kinh người, bất quá thứ Hàn Lập muốn tìm không phải là những thứ này. Thần thức hắn tìm kiếm trong bí cảnh đến từng tấc một, rất nhanh sắc mặt trầm xuống. Là ngươi, vào thời khắc này, một tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến. Sắc mặt Phùng Thanh Thủy bừng tỉnh, mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập. Cuối cùng lão cũng nhớ ra đã gặp qua Hàn Lập ở nơi nào, đó là nhiều năm trước kia, khi lão phụng mệnh tiến về cửu u vực ở hôi giới, lôi kéo âm thừa toàn, có mấy tên tiểu tử kỳ quái xâm nhập cửu u thành, một người trong số đó chính là Hàn Lập. Chỉ là khi đó tu vi người này yếu ớt, nhớ mang máng là vẫn chưa tới thái ất cảnh. Thế mà bây giờ mới qua bấy nhiêu năm, tu vi người này vậy mà đạt đến cảnh giới như vậy, ngay cả Phùng Thanh Thủy cũng nhìn không thấu. Hẳn là người này năm đó cố ý giấu giếm thực lực. Năm đó người này cùng với một ma tộc khác biến mất rất là quỷ dị, vốn cho là đại năng ma tộc cứu giúp, bây giờ xem ra có lẽ là người này âm thầm gây nên. Phùng Thanh Thủy âm thầm suy đoán, đúng là người bắt huyển nhi. Hàn lập dương mắt nhìn về phía Phùng Thanh Thủy, ánh mắt u lãnh. Trước khi tới nơi này, hắn đã thông qua luân hồi điện tìm được hình ảnh Phùng Thanh Thủy, biết lão chính là đạo tổ mà năm đó ở hôi giới từng gặp mặt qua cho nên cũng không kinh ngạc lão phu cũng không rõ người các hạ nói tới là ai nhìn tu vi của ngươi còn ở cảnh giới đại la đỉnh phong khí thức lại đạt đến đạo tổ cảnh tại sao lại bắt trưởng môn phái ta phùng thanh thủy giật mình khôi phục bình tĩnh lông mày trắng dương lên hỏi phùng đạo hữu chính là đạo tổ mình đã làm gì mà còn không biết hà tất biết rõ còn hỏi hàn lập cười lạnh một tiếng bấm niệm pháp quyết điểm ra một đoàn kim quang hiển hiện trước người bên trong hiện ra thân ảnh nam cung uyển ánh mắt phùng thanh thủy lóe lên một cái khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhưng không lên tiếng các hạ thừa nhận là tốt rồi giao nàng ra đây ta sẽ thả trưởng môn của các ngươi rồi lập tức xoay người rời đi bằng không đừng trách ta không khách khí hàn lập trùng điệp hừ lạnh một tiếng ha ha thật sự là không biết qua bao nhiêu năm chưa có người nào dám nói chuyện như vậy trước mặt lão phu nữ tử kia đúng là do ta bắt bất quá là phụng mệnh thiên đình, hiện tại đã giao cho thiên đình rồi. Phùng Thanh Thủy nhàn nhạt nói, Hàn Lập sớm đã phỏng đoán chuyện này, nghe vậy, sắc mặt vẫn hơi trắng lên. Tại sao thiên đình lại muốn bắt nàng? Hàn Lập hít sâu một hơi, cưỡng chế lãnh quang trong mắt, trầm giọng hỏi. Ta đây cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Về phần nguyên nhân, phía trên cũng không nói rõ. Thần tình Phùng Thanh Thủy có chút cổ quái, tựa hồ đang dò xét Hàn Lập, đáp lời. Chương 1330, đại đạo chi tranh. "Đã vậy thì ngươi cũng nên trả giá thật đắt vì tất cả những gì ngươi đã gây ra." Lãnh mang trong mắt Hàn Lập đại thịnh, y phục trên người hắn căng phồng phấp phới, không gió tự bay. Ầm một tiếng, thân thể Hàn Lập nở rộ kim quang mút trời, phần đỉnh động quật bị phá tung một cách đơn giản, lực lượng pháp tắc thời gian nương theo kim quang bùng phát mà ồ ạt tuôn trào. "Pháp tắc thời gian!" Phùng Thanh Thủy Kinh hãi thốt lên, gấp rút bắn ngược về phía sau nhanh như điện xẹt đồng thời hai ống tay áo lão lập tức phóng ra hư không trước mặt phùng thanh thủy ù ù một hồi vô số quang ti màu lam rậm rạp chẳng chịt thi nhau xuất hiện điện hồ màu thúy làm chấp động liên hồi tản phát khí thế kinh người thoạt nhìn chẳng khác nào một mảnh hải dương màu lam đang phô thiên cái địa cuốn về phía hàn lập nhưng hàn lập thấy vậy chỉ cười khẩy kim quang quanh thân hắn chấn động kịch liệt trong nháy mắt thân hình hàn lập hóa thành một đạo cầu vồng vàng rực lập tức biến mất vô ảnh vô tung chỉ để lại vài đạo tàn ảnh tốc độ quả thực nhanh đến bất khả tư nghị hư không sau lưng phùng thanh thủy run rẩy một chút cầu vồng kim sắc thình lình hiện ra sau đó lóe lên một cái lại hóa thành thân thể hàn lập đống quang ti màu lam kia vừa chạm phải kim quang liền đứt gãy đỉnh đầu phùng thanh thủy chợt nứt toác vết nứt kéo dài đến tận chân thân thể lão lập tức phân thành hai nửa phốc một tiếng vang cực nhỏ hai mảnh thân thể phùng thanh thủy đổ sập xuống nhưng không có lấy một chút máu tươi ngay sau đó Hai nửa cái xác đồng loạt nổ ầm một tiếng, bạo liệt phân giải. Chúng hóa thành hai mảnh thủy vụ màu lam cấp tốc bay vọt ra xa, sau đó mới dung hợp thành một. Lam Quang lóe lên, thân hình Phùng Thanh Thủy một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên, sắc mặt lão đã có chút trắng bệch, nhưng lão chỉ cần điều tức vài hơi thở đã khôi phục như cũ. Các hạ rốt cuộc là ai? Loại lực lượng pháp tắc thời gian này, ngươi là Dư Nhiệt Chân Môn môn? Phùng Thanh Thủy nghiêm nghị quát lớn, rất thông minh, nhưng xưa nay những người quá mức thông mình thường không sống được lâu hàn lập diếu cợt hắn vừa nói vừa vận công chẳng hề có ý dây dưa kim quang trên người hàn lập một lần nữa đại thịnh linh vực cũng được triển khai trong nháy mắt lập tức chụp xuống đầu phùng thanh thủy bên trong linh vực chân ngôn bảo luân hiện đang lơ lửng trên cao liền hóa thành mặt trăng tròn vành vạnh cấp tốc xoay vần tản phát vô số ba động thời gian màu vàng tràn ngập không gian nơi đây thân hình phùng thanh thủy lập tức cứng đờ giống như bị đóng băng tại chỗ ánh mắt hàn lập vô cùng lạnh lẽo một quyền hùng hồn đột ngột phóng xuất năm luồng lực lượng pháp tắc thời gian ồ ạt tuôn trào sau đó ngưng tụ ở một chỗ nhưng cỗ lực lượng này lại không hóa thành năm loại vật phẩm ngũ hành nguyễn thế như trước mà hóa thành một nắm đấm rực rỡ kim quang như lưu tinh dáng lên thân mình phùng thanh thủy năm loại lực lượng pháp tắc thời gian tuy xung đột lẫn nhau vô cùng kịch liệt nhưng không hề có dấu hiệu phân tán một quyền này của hàn lập mang theo lực lượng cực kỳ cuồng bạo tựa hồ vô kiên bất phá đây là một loại thần thông mới do Hàn Lập sáng tạo nên, sau khi lĩnh ngộ được sự thâm ảo của pháp tắc thời gian. Được hắn xưng là đại ngũ hành diệt tuyệt, ầm một tiếng nổ cực lớn, thân thể Phùng Thanh Thủy lập tức bị đánh nát bấy, hóa thành huyết vũ đầy trời. Không chỉ có thế, phạm vi với đường kính mấy trăm vạn dặm, lấy Phùng Thanh Thủy làm trung tâm, triệt để hóa thành một vầng kiêu dương ngùn ngụt. Từng đợt, từng đợt lực lượng pháp tắc thời gian, như tầng tầng lớp lớp sóng dữ, cuồn cuộn tàn phá, hủy diệt hết thảy bên trong. Mọi loại vật chất, thậm chí cả không gian, thời gian đều biến thành hư vô. Đương nhiên, đám huyết nhục của Phùng Thanh Thủy cũng không ngoại lệ. Chút máu thịt của lão bị vầng kiêu dương vàng rực thôn vệ trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì. Quyền kinh tứ tán bạo liệt khắp nơi, phiến hải vực bên dưới hứng chịu một cơn địa chấn khủng khiếp. Không gian vụ long bí cảnh thình lình xuất hiện vô số khe nứt không gian khổng lồ, rồi ầm ầm tan vỡ. Hư không phía trên vụ long tông chấp động kịch liệt một hồi, sau đó cũng mãnh liệt sụp đổ theo vô cùng vô tận nước biển bị đánh vang lên hóa thành hồng thủy vạn trượng bao trùm toàn bộ vụ long tông thậm chí gần một nửa thiên hải đại lục tuy nhiên mặt trời màu lam do phùng thanh thủy tạo nên vẫn còn tồn tại bên trong bí cảnh và vẫn tản phát trận trận lam quang như cũ dưới làn nước sâu quần thể long tộc hiện giờ đang sợ hãi cực độ không một ai dám lỗ mãng ra ngoài tất cả một mực ẩn núp dưới hải dương tuy long tộc thường ngày vốn cao ngạo xem thường hết thảy các tộc quần khác nhưng hiện giờ phải đối mặt với tồn tại khủng bố cấp bậc đạo tổ, bọn họ cũng chỉ có thể thành thật kính sợ mà thôi. Không thủy vạn trượng đã gần như đổ ập xuống, sẽ nhấn chìm toàn bộ đại lục trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng này, mấy ngàn vạn đệ tử vụ long tông đã sớm tâm thần đại loạn. Giờ phút này, ba người cơ tính đồng tử cũng đang ngửa mặt nhìn trời, kinh hãi thất sắc. Ba tên này vội vàng bay vọt lên không, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Trên thân đồng loạt nở rộ lam quang mút trời cả ba dốc hết sức bảo vệ cơ nghiệp Vũ Long Tông phía dưới, Hồng chống chọi với sóng thần vô tận trên cao. Đối mặt với thiên tai thảm họa bực này, toàn bộ cư dân tại Vũ Long Thành, thậm chí là cả Thiên Hải Đại Lục cũng chỉ có nước khoanh tay chờ chết. Hàn Lập cũng đang lơ lửng phía trên Vũ Long Tông. Thấy vậy, hắn chỉ khẽ nhíu mày, rồi đưa tay chỉ một cái, cao giọng nói: Thiên địa luân chuyển, âm dương ngũ hành, vạn thủy, định thanh âm của Hàn Lập càng ngày càng lớn khí thế của chữ sau so với chữ trước càng thêm hùng hồn tựa như một trận phản âm vô thượng không ngừng vang vọng quanh quẩn trên bầu trời long uyên tiên vực giờ phút này thanh âm của hắn cực kỳ băng lãnh không hề có chút tình cảm nào chẳng khác nào thanh âm của thiên đạo trong nháy mắt toàn bộ long uyên tiên vực bị lam quang vô tận bao phủ tất cả nước biển mây mưa kể cả nguyên khí thủy thuộc tính nơi đây cũng bị đông cứng không thủy vạn trượng đang trực sụp xuống khu vực vụ long bí cảnh đang tan vỡ bên dưới lập tức đình trệ tại chỗ một giọt nước cũng không thể nhúc nhích mảy may lượng nước biển vô tận này hóa thành một bức tường nước khổng lồ sừng sững bất động đi hàn lập vung hai tay lên bức tường nước trên không liền ông lên một tiếng rồi lướt sang ngang hướng về phía hải vực bên ngoài ba người cơ tính đồng tử đang cuống cuồng thi pháp giữa không trung thì vừa vặn hứng chọn luồng nước khổng lồ cả ba đồng loạt thổ huyết trọng thương bị nước biển cuốn trôi trong khoảnh khắc cột nước khổng lồ này đã bay ra khỏi thiên hải đại lục tiến sát mặt biển hàn lập bấm niệm pháp quyết hạ tay xuống lam quang vốn tràn ngập toàn bộ tiên vực lập tức tản đi thiên địa nơi đây một lần nữa khôi phục nguyên dạng ầm um, luồng nước khổng lồ từ trên không lao thẳng xuống mặt biển phát ra tiếng nổ mạnh rung trời kinh đào hải lãng cuồn cuộn dâng lên tỏa đi khắp bốn phương tám hướng quần thể long tộc đang ẩn núp dưới nước lập tức tan đàn xẻ nghẽ mạnh ai nấy chạy tình cảnh hiện giờ của bọn họ chẳng khác nào một đám chó nhà có tang chỉ qua vài hơi thở tất cả đã bỏ chạy sạch sẽ không còn lấy một mống. Thân hình hàn lập thình lình hiện ra trên mặt biển, nhưng gương mặt hắn lúc này chẳng hề vui mừng chút nào, ngược lại còn lộ rõ vẻ do dự. Tuy pháp tắc thời gian sở hữu huy năng thông thiên, đồng thời, hắn cũng tin tưởng 10 phần vào một kích vừa rồi, nhưng việc phùng thanh thủy chết đi một cách dễ dàng như vậy quả thực là điều khó tin. Dù sao thì đối phương cũng là một vị đạo tổ thủy chi pháp tắc đã tại vị nhiều năm, là nhân vật thuộc tầng lớp sở hữu thực lực tối cường tại chân tiên giới. Nhưng rõ ràng, thứ hắn vừa đánh nát chính là chân thân huyết nhục của phùng thanh thủy quả thực không phải là huyễn thuật hay phân thân ánh mắt hàn lập chợt lóe thần thức khổng lồ trong nháy mắt đã khuếch tán khắp nơi thẩm thấu mọi ngóc ngách hư không vào thời khắc này một chỗ hư không bên ngoài thiên hải đại lục bỗng nhiên ầm ầm nổ mạnh kim lôi vàng rực chẳng chịt đan sen vào nhau như tấm lưới thình lình hiện ra hàn lập lập tức xoay người nhìn về hướng đó lôi quang trên người liền bừng lên trói mắt thân hình hắn cũng theo đó biến mất trong khoảnh khắc một luồng kiếm ảnh mang theo lôi điện cuồn cuộn lạnh lùng trảm xuống vị trí tấm lôi võng bên ngoài đại lục. Vô số lôi cầu vàng rực như nước lũ theo đường kiếm bắn ra, điên cuồng oanh tạc hư không bên dưới. Dường như pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong đám lôi cầu này còn mang theo lực lượng của đại đạo. Bởi vì, chúng đâu chỉ mạnh hơn uy năng của công kích lôi cầu của Thông Thiên kiếm trận trước đây gấp trăm lần. Tiếng nổ thấu trời vang lên, hư không trong phạm vi mấy người vạn dặm triệt để vỡ vụn tan tành, hoàn toàn biến thành hư vô một thân ảnh lảo đảo bay ra từ giữa khu vực đổ nát, đúng là Phùng Thanh Thủy. Có điều, sắc mặt lão hiện đã trắng bệch, khí tức đại giảm, khó khăn lắm mới đứng vững được. Không biết là do công kích lôi cầu gây nên, hay còn có nguyên nhân khác. Lúc này, hư không phía trên kiếm ảnh chợt có bóng người hoa lên. Thân hình hàn lập về thời hiện ra, quả thực là thần thông phân thân, thảo nào có thể giấu giếm, qua mặt được cả ta. Nhưng quanh đây đã sớm được ta răng kín thiên la địa võng hôm nay ngươi đừng mơ chạy thoát hàn lập lạnh lùng nói kim quang trên thân lập tức đại thịnh thân thể hắn liền nổ vang đùng đùng mấy tiếng một tầng linh vực cực lớn màu vàng đã hoàn toàn trở thành thực chất thình lình xuất hiện uy năng của tầng linh vực này hoàn toàn khác xa linh vực ban đầu mức độ tranh lệch quả thực giống như một trời một vực vậy uy áp hiện giờ mạnh mẽ hơn trước quá nhiều khiến cho hư không xung quanh vặn vẹo biến hình hàn lập chắp hai tay bấm niệm pháp quyết linh vực trên không ù ù khởi động một loạt đại môn hùng vĩ như được đúc từ vàng dòng, có thể liên thông các đại tiên vực với rất nhiều giới diện hạ vị thình lình hiện ra. Bên trong đại môn lớn nhất là một mảnh không gian vô biên. Có thể nhìn thấy vô số kim quang chảy xuôi thành dòng bên trong cánh cửa. Đây chính là pháp tắc thời gian thiên đạo từng xuất hiện khi Hàn Lập tiến giai đại la hậu kỳ. Hắn phất tay một cái, những đại môn liên thông với các giới diện khác đồng loạt sáng ngời. Từng luồng lực lượng pháp tắc thời gian hùng hậu cách không truyền tới, liên tục dung nhập bên trong thời gian linh vực của Hàn Lập. Lực lượng thời gian ở những tiên vực khác và cả các giới diện hạ vị lập tức trở nên hỗn loạn. Thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, cuồng phong gào thét, thiên lôi cuồng nổ, khung cảnh hiện giờ chẳng khác nào tận thế đang ập đến. Thời gian pháp tắc tại Long Uyên tiên vực hội tụ lại nơi đây càng thêm nhanh chóng. Toàn bộ dung nhập vào linh vực màu vàng, cả một mảnh tiên vực phong cuộn vân vân, thiên địa biến sắc. Đại môn liên thông với thiên đạo chợt phát quang mãnh liệt một luồng kim quang vừa thô vừa to từ bên trong phóng ra, trực tiếp tưới lên linh vực thời gian của Hàn Lập. Tiếp đó, tầng linh vực màu vàng đột nhiên bành trướng gấp mấy lần. Kim quang vô tận bừng bừng nở rộ, làm lu mờ cả vầng thái dương trên cao. Uy năng của linh vực đã tăng trưởng đến mức không tưởng, gây nên một cỗ áp lực khổng lồ, nhanh chóng thôn vệ Phùng Thanh Thủy. Phùng Thanh Thủy chứng kiến cảnh này liền kinh hãi thất sắc. Lão hét lớn một tiếng, lam quang nở rộ toàn thân một tầng linh vực màu lam đã ngưng thực lập tức xuất hiện. Bên trong linh vực là sương mù nồng đậm, không ngừng chiết xạ, phóng xuất hào quang bảy màu cực kỳ diễm lệ, khiến người khác vừa nhìn liền đầu váng mắt hoa, thần trí mơ hồ. Đại môn liên tiếp xuất hiện bên trong không gian linh vực màu lam, ý đồ liên thông với các đại tiên vực và giới diện hạ vị để điều động lực lượng. Nhưng đúng lúc này, lôi quang đại thịnh khắp hư không phụ cận. Sau đó, một tấm lôi võng khổng lồ thình lình bao trùm toàn bộ thiên hải đại lục. Từng đạo lôi điện vừa thô vừa to như một đàn cá chép không ngừng bơi lội trên bề mặt tấm lôi võng, cô lập hoàn toàn không gian nơi đây với ngoại giới. Cánh cửa không gian bên trong lĩnh vực của Phùng Thanh Thủy mở ra một mảnh hỗn độn. Bên trong cũng có đạo đạo lôi quang màu vàng, chứng kiến cảnh này, sắc mặt lão không khỏi biến đổi. Linh vực màu vàng của Hàn Lập đã ầm ầm ép tới trước mặt lão, mang theo một cỗ man lực ngập trời. Toàn thân Phùng Thanh Thủy căng cứng, cơ bắp hoàn toàn bị siết chặt, hầu như không thể nào nhúc nhích. Lão phẫn nộ hét lớn một tiếng, rồi tung ra một quyền. Linh vực màu lam do lão phóng thích hù hù vận chuyển theo, vội vàng điều động một ít thủy chi nguyên khí từ hải vực phía dưới, miễn cưỡng thắp sáng lam quang, trực tiếp nghênh đón linh vực màu vàng. Sau một khắc, kim lam lưỡng sắc quang mang như hai mảnh thiên địa độc lập ầm ầm va chạm với nhau. Ầm ầm thanh âm giao phong khủng khiếp vang dội khắp cửu thiên đại địa. Trong mấy lần giao thủ từ trước đến nay giữa Hàn Lập và Phùng Thanh Thủy, thì lần này có thanh thế lớn nhất. Đây chính là pháp tắc so kè cùng pháp tắc, lấy quy tắc đối kháng với quy tắc, cũng chính là đại đạo chi tranh. Nhưng thủy chi pháp tắc làm sao có thể chống lại thời gian pháp tắc vốn được công nhận là một trong tam đại pháp tắc trí tôn của chân tiên giới, là loại lực lượng tiếp cận với thiên địa đại đạo bản nguyên nhất. Nhất thời, toàn bộ Long Uyên Tiên vực run rẩy kịch liệt. Dường như cả bầu trời cũng muốn sụp xuống, đáy biển cũng muốn nứt ra theo. Mấy đạo vết nứt không gian vô cùng cự đại như những con rết khổng lồ bò ngang bò dọc khắp mặt đất Long Uyên Tiên vực hai đầu con rết cấp tốc vươn dài tiên vực to lớn lập tức bị chúng xé rách thành bảy tám mảnh nước biển xung quanh long uyên tiên vực chảy ngược về phía những vết nứt không gian kia tại biên giới tiếp giáp những mảnh vỡ tiên vực hơi nhỏ một chút thình lình bị những vết nứt không gian đó thôn phệ toàn bộ cấp tốc rơi xuống may mắn thay đại bộ phận long uyên tiên vực là hải dương vô tận cho nên ngay cả khi tiên vực này đã bị đánh tan nhưng cũng không gây ra quá nhiều thương vong rằng co không bao lâu linh vực màu vàng vẫn như một chiếc cối say khổng lồ không ngừng nghiền ép, trầm trọng hạ xuống. Bề mặt linh vực màu lam hiện giờ đã xuất hiện những vết dạn cực lớn, qua một lúc liền trực tiếp chia năm xẻ bảy, triệt để vỡ nát như một quả trứng gà. Chương 1331, thiếu nữ sừng rồng. Thân thể Phùng Thanh Thủy run lên bần bật, cả người cũng theo linh vực thả ra bị nghiền nát nên lập tức huệ oải, khí tức chợt hạ xuống. Lão hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, cố gắng chống đỡ, linh vực màu lam vỡ vụn còn lại bộc phát ánh sáng trói mắt chống lại linh vực màu vàng nhưng không bao lâu lão liền phát hiện khi hai linh vực màu kim lam va chạm sen lẫn vào nhau màu lam càng ngày càng ít mà màu vàng càng ngày càng nhiều rốt cuộc mấy phần màu lam cuối cùng bị màu vàng thôn vệ hết trong miệng phùng thanh thủy hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi cả người giống như một viên cự thạch rơi xuống hải vực phía dưới sắc mặt hàn lập cũng tái nhợt dù sao lấy tu vi đại la đỉnh phong duy trì thời gian linh vực dài như vậy đã là gánh nặng không nhỏ. Nhưng lúc này, hắn nhất định phải thắng, không được lười biếng một tơ một hào nào. Nhìn Phùng Thanh Thủy rơi nhanh xuống dưới, Hàn Lập hung hăng đánh xuống một quyền. Năm đạo kim quang sáng tỏ từ trong lĩnh vực màu vàng của hắn bắn xuống, xen lẫn nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cự quyền màu vàng, chính là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quyền. Mặt ngoài cự quyền màu vàng lóe lên kim quang, trong nháy mắt đã đuổi kịp Phùng Thanh Thủy, đập xuống một cái. Phùng Thanh Thủy thấy thế, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết tay gian nan bấm niệm pháp quyết. Pháp quyết và tinh huyết hòa làm một thể, dung nhập vào trong hư không. Một đạo lam quang lóa mắt bắn nhanh ra như điện, thình lình chính là đoàn kiêu dương màu lam trong bí cảnh kia, giờ phút này lóe lên hóa thành một thanh chiến kích màu lam to trăm trượng. Chiến kích tỏa ra vạn đạo lam quang, càng tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tác cường đại không gì sánh được, so với pháp tác bản thân phùng thanh thủy càng mạnh hơn gấp bội, vượt xa thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Nhị phẩm tiên khí, con ngươi Hàn Lập co rụt lại, liền nhìn ra đòn sát thủ của đối phương. Theo ngón tay phùng thanh thủy điểm một cái, mặt ngoài chiến kích màu lam sáng lên lam quang, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam kinh thiên, trong nháy mắt ngăn trước người, mặt ngoài lưu chuyển thủy quang màu lam, chém về phía cửa quyền màu vàng đang đánh tới. Âm một tiếng vang thật lớn, cự quyền màu vàng vỡ vụn ra, hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Mặt ngoài chiến kích màu lam cuồng thiểm lam quang, thế như trẻ che xuyên qua kim quang phiêu tán, vạch ra một đạo vết tích màu lam trong linh vực màu vàng, bằng tốc độ kinh người hung hăng đâm tới hàn lập. Đại la nho nhỏ, dám tranh phong cùng đạo tổ, khóe môi phùng thanh thủy nhếch lên máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hàn lập nhìn chiến kích màu lam đang phóng tới mình, sắc mặt lại bình tĩnh như thường. Một màn này rơi vào trong mắt phùng thanh thủy, khiến cho lão không khỏi hồi hộp một chút. Ngay lúc chiến kích màu lam cách hàn lập không đến trăm trượng, hai mắt hàn lập bỗng nhiên đại thịnh kim quang, toàn bộ linh vực màu vàng cũng theo đó chấn động, Tiếp theo thanh chiến kích màu lam vốn khí thế như rồng kia đột nhiên ngừng lại thẳng tắp. Ngay sau đó, Phùng Thanh Thủy trợn mắt há hốc mồm nhìn, mặt ngoài chiến kích màu lam bị kim quang bao trùm, đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Đáng chết, lúc này, trong lòng Phùng Thanh Thủy đã tràn đầy hoảng sợ. Tay phải lão lật một cái, nhiều ra một khối lệnh bài màu xanh lam, bóp chặt lấy. Đồng thời, lão vận dụng lực lượng cuối cùng, trên thân nổi lên mảng lớn xương mù lam quang. Thân thể Phùng Thanh Thủy hơi rung nhẹ, trong trước mắt biến thành mấy trăm phân thân giống nhau tỏa ra bốn phương tám hướng bỏ trốn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi Hàn lập cười lạnh một tiếng hai tay bấm niệm pháp quyết ầm ầm lồng sáng lôi võng chung quanh thiên hải đại lục đột nhiên sáng lên vô số đạo lôi điện màu vàng từ bốn phương tám hướng phóng tới bao phủ những phân thân kia vào trong tốc độ so với những phân thân kia càng nhanh hơn hồ quang điện màu vàng tán loạn chỉ nghe xẹt một tiếng những phân thân kia nhao nhao bạo liệt mẫn diệt trong khoảnh khắc giữa thiên địa chỉ còn lại một bản thể phùng thanh thủy. Mà chung quanh thân thể lão cũng quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu vàng, hình thành một kén tầm lôi điện, khiến cho toàn thân phùng thanh thủy run rẩy nhất thời không thể động đậy Năm đó trí tôn lại không chu diệt toàn bộ chân ngôn môn các ngươi, lưu lại dư nghiệt nhà ngươi. Phùng thanh thủy khàn giọng quát mắng, hôm nay bản dư nghiệt liền để ngươi đi báo tin cho cổ hoặc kim, không thả đạo lữ nam cung uyển ta ra, ta tất giết tới thiên đình. Hàn lập nói xong, đấm ra một quyền, đại ngũ hành diệt tuyệt quyền biến thành quyền ảnh màu vàng lại lần nữa hiển hiện so với bất kỳ lần nào trước đó đều lớn hơn mang theo uy thế hủy diệt hết thảy cuốn đến phùng thanh thủy vào thời khắc này toàn bộ long uyên tiên vực đột nhiên kịch liệt đung đưa một cỗ lực lượng đáng sợ dung chuyển trời đất thẩm thấu đến đánh vào trên lôi võng màu vàng nguồn lực lượng này so với phùng thanh thủy lớn hơn gấp 10 lần lôi võng màu vàng lập tức không chịu nổi gánh nặng phát ra âm thanh vù vù vặn vẹo biến hình xoẹt một tiếng lôi võng bị xé nứt ra một vết rách. Cơ hồ đồng thời, hải vực dưới thân phùng thanh thủy soạt một tiếng, một vòng xoáy sóng giữ trống rỗng xuất hiện. Vèo một tiếng, phùng thanh thủy và cả kén tầm lôi điện chung quanh bị vòng xoáy nuốt xuống, làm quyền ảnh màu vàng đánh hụt, rơi vào trong biển. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một vòng kiêu dương màu vàng to mấy trăm vạn dặm nổi lên, làm hết thảy các thứ trong mấy trăm vạn dặm biến thành hư vô. Sắc mặt hàn lập âm trầm, không để ý đến vòng kiêu dương màu vàng nữa, quay người nhìn về phía bên ngoài lôi võng. Cố cự lực đáng sợ kia giờ phút này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đã ẩn nặc, khí tức phùng thanh thủy cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lôi võng màu vàng lập tức sụp đổ, biến thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, vọt ra những hướng chung quanh khác nhau. Thanh trúc phong vân kiếm bây giờ đã là tiên khí tam phẩm, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã bay vụt đến các nơi tiên vực, lơ lửng giữa không trung ở các nơi hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết như bánh xe, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng thời tỏa ra trận trận quang mang lôi điện màu vàng, hiện ra hình dạng gợn sóng khuếch tán ra, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Sau một khắc, nét mặt hàn lập hiện lên vẻ vui mừng, bên ngoài thân lóe lên lôi quang, cả người trong nháy mắt biến mất. Biên giới một vùng biển Long Uyên tiên vực, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm trôi nổi tại đây. Phía trên phi kiếm lóe lên lôi quang, thân ảnh hàn lập nổi lên, ở giữa không có bất kỳ khoảng cách thời gian nào đây là năng lực mới sau khi thanh trúc phong vân kiếm hóa linh vị trí phi kiếm mặc kệ bao xa hàn lập cũng có thể thông qua phi kiếm cảm ứng được dây lát liền đến thần thức của hắn trong nháy mắt khuếch tán ra lập tức đưa tay vỗ hư không một cái hư không quanh người hắn lóe lên thời gian lĩnh vực nổi lên phảng phất một đầu cửa thú màu vàng nhào xuống dưới hải vực phía dưới nước biển hải vực phía dưới trong nháy mắt bốc hơi lộ ra dưới đáy biển một đoàn quang mang u lam bao khỏa phùng thanh thủy bị thời gian linh vực phát ra bao lại u lam quang mang quay tròn quanh tại chỗ, không tiến lên được. Nhưng ngay lúc này, phụ cận hải vực đại phóng lam quang, một cỗ ba động cự lực kình thiên kia lại xuất hiện, một linh vực màu lam thuần túy không gì sánh được từ phụ cận trong hải vực bay ra, tới trước bao lại phùng thanh thủy. Trong linh vực màu lam tràn ngập các loại sóng nước, mây mù, băng sơn, hàn lưu, tất cả đồ vật biến hóa từ nước đều có trong linh vực, phảng phất nơi này là vạn thủy chi nguyên, bao gồm thủy chi biến hóa chu thiên vạn giới. Thời gian linh vực cơ hồ đồng thời rơi xuống, hai linh vực ầm vang chạm vào nhau. Theo dự liệu sẽ nổ vang rung trời, nhưng lại không xuất hiện, thời gian linh vực hàn lập phảng phất đâm vào trên một bức tường mềm dẻo không gì sánh được. Linh vực màu lam lõm xuống thật sâu, căng cứng không ngừng. Hàn lập cảm giác được, thời gian linh vực ẩn chứa uy năng ngập trời, tựa hồ tiến vào trong một biển rộng sâu không lường được, bị hoàn toàn hóa giải mất. Bất quá, linh vực màu lam hiển nhiên cũng không chịu nổi, vô số thủy quang chấn động kịch liệt, tựa hồ đã đến cực hạn. Người nào lén lén lút lút trong bóng tối xuất thủ, mau đi ra cho ta. Hàn lập hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thời gian linh vực đại phóng kim quang, những cánh cửa màu vàng kia xuất hiện lần nữa, đang muốn kết nối ngoại giới chung quanh, thôi động uy năng linh vực đến cực hạn, nhất cử phá linh vực màu lam trước mắt. Linh vực màu lam này mặc dù uy năng lớn hơn linh vực phùng thanh thủy, nhưng Hàn lập tin tưởng sẽ phá được. Hàn đạo hiếu, xin an tâm chớ vội, chúng ta cũng không có ý đối đầu với đạo hiếu. Nam Cung Uyển đạo hữu ở chỗ này, hiện tại hoàn trả các hạ. Vào thời khắc này, một thanh âm từ trong linh vực màu lam truyền ra. Lời còn chưa dứt, một đạo lam quang từ trong linh vực bắn ra, trong lam quang bao lấy một vị cung trang nữ tử, chính là Nam Cung Uyển, đặt ở chỗ giao nhau của hai linh vực. Uyển Nhi, thân thể Hàn Lập chấn động, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đình chỉ tăng lên uy năng thời gian linh vực, để tránh ngộ thương Nam Cung Uyển. Đồng thời hắn phất tay phát ra một cỗ kim quang, bọc lại Nam Cung Uyển thu nhập vào trong thời gian linh vực. Hàn Lập lấy linh vực chi lực dò xét Nam Cung Uyển, đích thị là nàng, không phải do biến hóa ra, trong lòng hơi thả lòng. Chỉ là hai mắt Nam Cung Uyển giờ phút này nhắm nghiền, tựa hồ bị phong ấn thần hồn, đang lâm vào hôn mê. Ngón tay Hàn Lập điểm mi tâm nàng một cái, một cỗ lực lượng thần hồn thăm dò vào não hải Nam Cung Uyển. Phong ấn trong não hải Nam Cung Uyển chỉ là phong ấn chi thuật bình thường, cũng không có gì đặc biệt, có thể tùy tiện phá giải. Chỉ là giờ phút này cường địch ở phía trước, không nên vọng động. Hắn phát tay thu Nam Cung Uyển vào không gian hoa chi, sau đó thu liếm thời gian linh vực, thu nhỏ phạm vi đến trăm dặm, nhưng không thu thời gian linh vực lại. Linh vực màu lam đối diện cũng thu liếm lực lượng, lùi lại một khoảng cách. Hàn lập cũng không ép tới phía trước. Ha ha, các hạ chính là hàn lập hàn đạo hữu à, đạo hữu kế tục y bát chân môn môn, thời gian pháp tác đã đại thành, thật đáng mừng, thật sự rất đáng mừng nha trong linh vực màu lam hoa lên một bóng người bay ra một thiếu nữ lung linh áo lam tóc lam thiếu nữ có hai con mắt đen tròn lúng liếng mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ trên đầu ghim rất nhiều bím tóc nhỏ một bộ dạng hoạt bát trên thân nàng mặc quần áo màu lam đơn giản thanh lương lộ ra cánh tay và bắp chân bạch ngọc hai chân không mặc vớ trên cổ tay và cổ chân tuyết trắng đều mang vòng tròn màu lam đẹp đẽ trên vòng tròn treo mấy cái linh đang tinh xảo rung động đinh đương bất quá kỳ lạ nhất là trên trán nàng này mọc ra hai cái sừng rồng phấn nộn, trên thân như ẩn như hiện vần quanh một cỗ khí tức chân linh huyết mạch. Hàn lập nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chân dung của hắn đã sớm xuất hiện trên danh sách truy nã của thiên đình, chỉ là lúc trước tu vi yếu ớt, không làm cho người để ý, cho nên phùng thanh thủy mới không nhận ra. Bây giờ vị thiếu nữ sừng rồng không biết từ nơi nào xuất hiện này, mới mở miệng đã gọi ra tục danh của mình, tựa hồ nàng rất có lai lịch. Trường 1332, Đại kiếp nạn tiên giới, các hạ là người phương nào? Hàn lập nhìn chầm chằm vào thiếu nữ trước mặt, lướt qua long rác trên đầu nàng một chút liền rời đi rất nhanh. Hắn thấp giọng hỏi, lãnh ý giảm bớt rất nhiều. Vừa nói chuyện, Hàn lập vừa bấm niệm pháp quyết tung chiêu. Lôi quang xung quanh hắn chấp động liên tục, thanh trúc phong vân kiếm đang phân bố khắp long uyên tiên vực lập tức quay trở về, nối đuôi nhau bay vào trong tay áo. Tiểu nữ là Trần Như Yên, hổ thẹn đứng ở vị trí thủy chi bản nguyên đạo tổ. Hàn đạo hữu không cần khách khí, cứ gọi ta như yên là được. thiếu nữ áo làm cười hì hì. mặc dù Hàn Lập đã sớm đoán được vài phần thân phận của đối phương, nhưng sau khi nghe xong, hắn vẫn không nhịn được mà âm thầm hít vào một hơi, đồng tử hơi co lại. Hàn Lập không lên tiếng, vẫn chăm chăm quan sát đối phương. tuy tiểu nữ giam cầm đạo lữ của Hàn Đạo Hiếu, nhưng chỉ là phụng mệnh làm việc. hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã trả người lại cho đạo hiếu. đạo hiếu không nên nhìn tiểu nữ căm thù như vậy a. À. Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Như Yên hơi vỉnh lên, làm bộ ủy khuất. Các hạ cũng là người dưới trướng thiên đình, ánh mắt hàn lập chợt lóe. Tiểu nữ cũng không tính là chính thức gia nhập thiên đình, chỉ đôi khi giúp thiên đình làm chút việc mà thôi. Đây cũng là sự tình bất đắc dĩ a, người cũng biết đấy, thực lực của cổ hoặc kim quá sức mạnh mẽ. Tiểu nữ không dám quá phận đắc tội y, Trần Như Yên cười khổ, bộ dáng người muốn hỏi ta nhất định sẽ trả lời, không hề có chút định ý theo như lời phùng thanh thủy thì chẳng phải uyển nhi đã bị dâng cho thiên đình rồi hay sao tại sao nàng vẫn còn ở chỗ ngươi hàn lập trầm giọng hỏi trần như yên nghe vậy chỉ che miệng khẽ cười mà không nói gì hàn lập nhíu mày vào thời khắc này có một bóng người bay ra từ giữa tầng linh vực màu lam đúng là phùng thanh thủy thương tích trên người lão đã biến mất khí tức cũng đã khôi phục không ít như yên đại nhân tại hạ vô năng đã gây thêm phiền toái cho ngài Phùng Thanh Thủy ôm quyền tạ lỗi với Trần Như Yên, xấu hổ ra mặt. Trông thấy Phùng Thanh Thủy, ánh mắt Hàn Lập không khỏi lạnh lẽo thêm vài phần. Chẳng qua, hắn cũng không kinh ngạc nhiên lắm trước thái độ hiện giờ của Phùng Thanh Thủy. Trần Như Yên chính là thủy chi bản nguyên đạo tổ, Phùng Thanh Thủy chẳng qua chỉ là đạo tổ nắm giữ một bộ phận thủy thuộc tính mà thôi. Giữa hai người tất nhiên sẽ phân ra chính, phụ, Phùng Thanh Thủy tương đương với cấp dưới của Trần Như Yên vậy. Loại quan hệ phụ thuộc này giữa các đạo tổ đại năng cũng chẳng phải hiếm lạ gì. Hầu như dưới chướng mỗi vị bản nguyên đạo tổ đều có một đống đạo tổ hạ vị đi theo phục tùng. Hàn đạo hữu bây giờ thực lực cao tuyệt, ngay cả ta cũng không thể nào chiến thắng. Người bại trong tay hắn là lẽ đương nhiên, không cần xấu hổ như vậy. Trần Như Yên khẽ phất tay tỏ vẻ không để trong lòng, thái độ hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện với Hàn Lập. Phùng Thanh Thủy liếc nhìn Hàn Lập với thần tình phức tạp, im lặng gật đầu với hắn mấy cái. Hàn Đạo Hiếu, đúng là Phùng Thanh Thủy đã hạ thủ bắt giữ đạo lữ của ngươi, nhưng hắn cũng vì phụng mệnh thiên đình. Mong Đạo Hiếu niệm tình ta đã trao trả Nam Cung Đạo Hiếu, về sau không nên làm khó y nữa. Tuy ta và Phùng Thanh Thủy ngẫu nhiên giúp đỡ thiên đình làm chút chuyện, nhưng không phải người chung trí hướng với cổ hoặc kim. Chúng ta không nguyện ý đối địch với Luân Hồi Điện, Trần Như Yên khẽ động, nâng vạt áo thi lễ với Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong, âm thầm giật mình, thì ra là thế, cổ hoặc kim hạ lệnh cho hai người này bắt giữ uyển nhi nhưng hiện giờ luân hồi điện ồ ạt tiến công các đại tiên vực toàn diện khai chiến với thiên đình bởi vì bọn họ nhìn không thấu cục diện tương lai nên vẫn chưa giao nộp uyển nhi lên cho thiên đình mà âm thầm giữ lại trong tay tiếp tục nghe ngóng phong thanh rồi mới hành động lúc trước sở dĩ phùng thanh thủy nói dối rằng đã giao uyển nhi cho thiên đình e rằng là cố ý chọc giận ta hảo hảo đánh giá thực lực của ta một phen mà sau khi đã mục kích thực lực của ta rồi Bọn họ càng không muốn đắc tội với Luân Hồi Điện, vì vậy mới thảo uyển nhi trở về. Đủ loại ý niệm chuyển động trong đầu Hàn Lập, trong nháy mắt, hắn đã phân tích rõ ràng cục diện trước mắt và động cơ đối phương. Nếu như Trần Đạo Hữu đã nói vậy, Hàn Mỗ liền tha cho ngươi lần này. Nếu còn dám ra tay với người bên cạnh ta một lần nữa, nhất định ngươi sẽ không còn may mắn như ngày hôm nay đâu. Hàn Lập lãnh đạm liếc nhìn Phùng Thanh Thủy, lạnh lùng cảnh cáo. Dứt lời, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi lĩnh vực thời gian sau đó, quanh thân Hàn Lập hiện ra tầng tầng lôi quang vàng rực. Sau một tiếng sét đánh in tai, thân hình hắn lập tức biến mất. Trần Như Yên lẳng lặng quan sát chỗ Hàn Lập vừa mới đứng, khóe miệng hơi nhếch lên. Không thể tưởng tượng được Luân Hồi Điện có thể lôi kéo một cao thủ như vậy. Hơn nữa, cái tên Luân Hồi Điện chủ kia lại thần bí khó lường, vẫn chưa bao giờ chính thức hiện thân. Kết quả đại chiến với thiên đình lại càng thêm khó đoán rồi. Trần Như Yên đưa tay che miệng, cười khẽ. Như Yên đại nhân, người đã giao Nam Cung Uyển cho Hàn Lập rồi. Vậy nếu Trí Tôn hỏi đến việc này, chúng ta phải đáp như thế nào? Phùng Thanh Thủy lo lắng hỏi. Không sao, người cứ nói rằng đang muốn giao người cho thiên đình thì người của Luân Hồi Điện đột nhiên đánh đến tận cửa, cứu Nam Cung Uyển kia đi mất. Thiên đình hiện đang bận rộn khai chiến với Luân Hồi Điện, sẽ không làm khó chúng ta. Trần Như Yên lắc đầu. Vâng, đúng rồi, Như Yên đại nhân, về tên Hàn Lập kia. Sắc mặt Phùng Thanh Thủy thoáng giãn ra lão chợt ấp úng như có gì muốn nhưng lại thôi có gì cứ việc nói thẳng ra trần như yên ra lệnh chừng hai ngàn năm về trước ta từng chạm mặt người này tại hôi giới đồng hành với hắn còn có mấy người trong đó có một gã căn cứ theo tin tức ta mới vừa nhận được chính là một tên hoàng tử ma vực ta hoài nghi hắn có quan hệ với ma vực phùng thanh thủy đáp a à, đã xảy ra chuyện gì ngươi nói kỹ càng một chút trần như yên trợ động phùng thanh thủy không dám lãnh đạm lập tức cẩn thận thuật lại chuyện xảy ra tại hôi giới năm xưa một lượt tuyệt đối không có khả năng chỉ trong hai ngàn năm đã có thể tu luyện từ kim tiên đỉnh phong đến đại la đỉnh phong đương nhiên là năm xưa hắn đã ẩn tàng thực lực về chuyện hắn và tên hoàng tử ma vực phá vỡ hư không phản hồi ma vực ở phút chót tuy chưa chắc đã do hắn âm thầm ra tay nhưng khẳng định là có liên quan rất lớn cũng bắt đầu từ đó sự tình ngày càng trở nên phức tạp chẳng lẽ luân hồi điện đã sớm cấu kết với ma vực chẳng lẽ cả việc liếu kỳ lão tổ đào thoát từ hôi giới cũng là thủ bút của luân hồi điện trần như yên nhíu mày đồng tử lấp lóe tinh quang chẳng phải quan hệ giữa ma vực và luân hồi điện đã sớm thành sự thật rồi sao thủ đoạn cách không giao dịch của mặt nạ luân hồi điện nhất định là do sự tương trợ của lực lượng pháp tắc không gian tinh diệu phóng mắt nhìn khắp chân tiên giới cũng chỉ có người của ma vực mới có thể thu pháp tắc không gian tới trình độ như thế phùng thanh thủy nói về việc này còn có ẩn tình khác ngươi không biết được đâu Trần Như Yên hơi lắc đầu, mắt nàng lóe lên một tia khác thường, Phùng Thanh Thủy nghe vậy khẽ giật mình, tuy nhất thời hiếu kỳ, nhưng chứng kiến thần tình của Trần Như Yên, lão đành thức thời không tiếp tục hồ đồ nữa. Năm đó ở Hôi giới, nếu như Liếu Kỳ lão tổ kia cũng được luân hồi điện cứu đi, vậy thì có khả năng Man Hoang giới vực hiện đã kết minh với luân hồi điện. Luân hồi điện này quả thực lợi hại, không đâu không có mặt a. À. Phùng Thanh Thủy lộ vẻ hoảng sợ, lại đề cập sang chuyện khác. Người nghĩ gì vậy? nếu như luân hồi điện không sở hữu năng lực này thì làm sao có thể tranh tối tranh sáng đối chọi với thiên đình nhiều năm qua mà vẫn thủy chung sừng sững không ngã trần như yên nhàn nhạt đáp phùng thanh thủy âm thầm tặc lưỡi không biết nên nói gì nữa gió lớn sẽ mang mưa về xem ra lần này chân tiên giới quả thực sẽ xuất hiện đại kiếp nạn kinh thiên động địa chẳng biết chúng ta có thể an ổn vượt qua hay không trần như yên thở dài như yên đại nhân người đừng nên nghĩ nhiều chúng ta chính là đạo tổ chỉ cần không dính dáng đến xung đột giữa thiên đình và luân hồi điện có lẽ sẽ không sao phùng thanh thủy lơ đễnh nói không có việc gì nếu như đại kiếp nạn ập đến thì dù là ai cũng sẽ có thể bị cuốn vào trong hôm nay cũng vậy nếu ta không đến kịp lúc e rằng ngươi đã đi đời nhà ma trần như yên liếc xéo lão một cái phùng thanh thủy nhất thời chỉ biết ngẩn ra rồi ảo não cúi đầu được rồi hiện giờ có cân nhắc những thứ này cũng vô dụng cứ đi một bước liền tính một bước đi Trần Như Yên lắc đầu, thân hình lóe lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Phùng Thanh Thủy đứng trầm ngâm tại chỗ một lát rồi cũng hóa thành một đạo độn quang màu lam bay về phía vụ Long Tông. Những mảnh vỡ bên trong không gian Long Nguyên Tiên Vực đã khôi phục như ban đầu. Thiên địa nguyên khí trước đó vốn hỗn loạn cũng đã an ổn lắng xuống. Bầu trời dần dần trở nên quang đáng, sáng sủa. Cùng lúc đó, tại biên giới của một tòa hoang đảo, lôi quang màu vàng ầm ầm xuất hiện, kéo theo đó là thân hình hàn lập cấp tốc hạ xuống hòn đảo hắn triển khai thần thức dò xét chung quanh một chút không phát hiện điều gì bất thường liền bấm niệm pháp quyết mở ra vài tầng cấm chế bao phủ trọn vẹn cả tòa hoang đảo từ xa nhìn lại hoang đảo này dường như đang chậm rãi tan biến vào hư không làm xong hết thảy hàn lập lật tay lấy ra hai khỏa đan dược màu lam lấp lánh rồi lập tức nuốt xuống sau đó hắn lại lấy ra hai khối thượng phẩm tiên nguyên thạch tận lực hấp thu tiên linh lực trong đó để khôi phục liên tiếp đại chiến cùng hai vị đạo tổ khiến nguyên khí của hắn tiêu hao rất nhiều hai khỏa đan dược màu lam kia do Hàn Lập tìm được tứ pháp khí chữ vật của Thủy Trường Thiên, là đan dược chuyên dùng cho tu sĩ Đại La Hậu Kỳ, hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, trong đó lại có thêm hai khối thượng phẩm tiên nguyên thạch. Sau một lúc, nguyên khí trong cơ thể hắn đã khôi phục gần nửa. Nhưng Hàn Lập không tiếp tục tu luyện nữa, mà vội vàng thu công đứng dậy. Hắn mở ra quang môn của Hoa Chi Động Thiên, nhanh chóng tiến vào. Một tầng bạch quang chấp động quanh người Nam Cung Uyển, thân hình nàng lẳng lặng trôi nổi giữa không gian, vẫn an tĩnh ngủ say. Cách đó không xa còn có một người đang nằm lăn ra đất, chính là vị Dương Sơn trưởng môn nọ. Sau khi siêu hồn người này, hắn tiện tay liền ném gã vào hoa chi động thiên. Hàn lập phất tay phát ra một cỗ kim quang cuốn quanh thân thể gã, cẩn thận tẩy xóa toàn bộ vết tích của pháp tắc thời gian. Sau đó hắn lại búng ra một đạo kim lôi cuốn lấy Dương Sơn trưởng môn, tiến gã ra khỏi hoa chi động thiên. Về phần pháp khí chữ vật của người này, Hàn lập không chút khách khí lưu lại hết thảy. Kim lôi lóe lên, thân hình dương sơn trưởng môn lập tức biến mất không biết bị truyền thống tới nơi nào ban đầu hắn định lợi dụng dương sơn trưởng môn để đổi lấy một ít tin tức của nam cung uyển nhưng hiện tại hắn đã tìm nam cung uyển rồi nên vị dương sơn trưởng môn kia trở nên vô dụng có giữ ở bên cạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì hàn lập vốn không phải kẻ hiếu sát rốt cuộc vẫn tha cho người kia một mạng Xong xuôi hết thảy hàn lập mang theo nam cung uyển tiến vào một gian lầu các hắn đã chuẩn bị một chiếc hương nạm ngà voi cực kỳ tinh xảo nhẹ nhàng đặt nam cung uyển xuống hàn lập lại ngồi bên cạnh nàng lẳng lặng xem xét vẻ mặt của nam cung uyển trong lúc ngủ bất giác hắn nở một nụ cười ảm đạm từ lúc phi thăng đến chân tiên giới đến nay đã không biết bao lần hàn lập hoài niệm về người đang nằm trước mặt mình tuy lúc trước hai người từng chạm mặt nhau thế nhưng đó lại là thời điểm nam cung uyển chưa khôi phục trí nhớ nếu như lời giao tam nói không sai vậy thì hôm nay hai người bọn hắn mới có thể chân chính hội ngộ hàn lập không quan sát thêm quá lâu hắn thở nhẹ ra một hơi, ổn định tâm tình, rồi điểm khẽ lên mi tâm Nam Cung Uyển một cái. Mi tâm Nam Cung Uyển lập tức hiện ra từng đạo từng đạo hoa văn màu lam, tạo thành một pháp trận phong ấn, tuy nhiên không quá phức tạp. Ánh mắt Hàn Lập hơi ngưng trọng, tinh quang đầu ngón tay sáng ngời, biến thành một mũi nhọn, nhẹ nhàng đâm xuyên qua pháp trận phong ấn màu lam kia. Phong ấn lập tức tan vỡ, lóe lên hai cái liền biến mất. Hai hàng mi dài của Nam Cung Uyển run lên mấy cái. Nàng chậm rãi mở mắt, chương 1333, trùng phùng, uyển nhi, hàn lập kêu nhẹ một tiếng, thân thể cũng hơi cúi xuống mấy phần, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trong mắt nam cung uyển còn hơi mông lung, tựa hồ chưa triệt để khôi phục lại. Hàn lập thấy vậy, đưa tay lần nữa bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một cỗ tinh quang bắn ra, chui vào mi tâm nam cung uyển. Trong đầu nam cung uyển dâng lên một cảm giác mát lạnh, thần chí trong nháy mắt đã khôi phục lại. Nàng ngồi dậy một chút, nhìn hàn lập trước mặt, trên mặt lại không có biểu tình gì. Uyển Nhi, người thế nào, là ta. Hàn Lập đưa tay về phía Nam Cung Uyển, nhưng trong lòng thì trầm xuống, hẳn là Giao Tam đã lừa hắn, Nam Cung Uyển vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp này. Bộc một tiếng vang nhỏ, Nam Cung Uyển đưa tay ngắn hắn lại. Ngươi là ai? Thân hình Nam Cung Uyển khẽ động, từ trên giường bay lên, rơi vào một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Ta là Hàn Lập, phụ quân của ngươi. Hàn Lập nói, ngươi làm sao có thể chứng minh thân phận của mình? ánh mắt Nam Cung Uyển lóe lên một cái, sau đó lại khôi phục vẻ băng lãnh. Hàn Lập nghe lời này, ngược lại trong lòng thả lỏng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ký ức Nam Cung Uyển xem ra đã thật khôi phục rồi. Uyển Nhi, người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Đó là ở trong huyết sắc thí luyện, ngay lúc đó, người tu luyện tố nữ luân hồi công, xen lẫn trong những đệ tử luyện khí kỳ chúng ta, đi khắp bí cảnh huyết sắc thí luyện ngắt lấy linh dược, cách làm này. Có lẽ không được quang vinh cho lắm, Hàn Lập vừa cười vừa nói, Nam Cung Uyển nghe đến đó, sắc mặt vẫn không biến hóa, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chỉ là một thoáng trôi qua. Về sau, chúng ta hãm trong khốn cảnh, may mà đồng tâm hiệp lực, trừ được con mặc dao kia, cũng bởi vậy kết xuyên. Sau đó chúng ta gặp mặt lần thứ hai, là cùng chiến tuyến đại chiến với ma đạo, do có người ngoài, người giả vờ không biết ta. Hàn Lập dừng một chút, sau đó tiếp tục kể rõ đủ chuyện hai người đã từng trải qua. Mặc dù qua không biết bao nhiêu năm, nhưng những ký ức này lại không chút phai màu phảng phất như mới phát sinh hôm qua ta về sau vượt qua thiên kiếp chia tay với ngươi phi thăng tới chân tiên giới fan này biệt ly lại lâu như thế ta còn tưởng rằng đời này khó mà gặp lại hàn lập một đường kể rõ đến lúc hai người chia tay tại linh giới nam cung uyển đứng ở một bên lẳng lặng nghe ánh mắt biến ảo nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo uyển nhi đây chính là ký ức chúng ta cùng kinh lịch ngoại trừ hai người chúng ta ta tin tưởng Thế gian này không có người thứ hai biết." Hàn Lập nói, ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Uyển, trong mắt mang theo một phần chờ mong. "Ta trước đó hẳn là một mực ở trong tay ngươi, Tu Vi ta yếu ớt, nhìn không thấu được Tu Vi ngươi đã tới cảnh giới gì, nhưng khẳng định cao hơn ta, loại chuyện nhỏ nhặt siêu hồn này, tự nhiên có thể tùy tiện làm được." "Ngươi biết những thứ này cũng không thể chứng minh cái gì." Nam Cung Uyển lại lắc đầu nói, "Uyển Nhi, nàng lại cẩn thận như vậy, xác thực, chỉ cần ta siêu hồn nàng, là có thể biết những thứ này." vậy nàng muốn ta chứng minh thân phận của mình thế nào? Hàn Lập nghe vậy sửng sốt một lát, sau đó bật cười một tiếng, nói. Nam Cung Uyển nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Hàn Lập mỉm cười nhìn Nam Cung Uyển, sắc mặt đột nhiên khẽ biến một chút, đánh giá trên dưới hai mắt nàng. Khí tức Nam Cung Uyển giờ phút này tản ra vậy mà chỉ tới chân tiên cảnh, vừa rồi chỉ lo vui vẻ hai người gặp nhau, vậy mà không chú ý tới việc này. Xem ra sau khi ký ức nàng khôi phục, Tu Vi vốn thông qua lục đạo luân hồi bàn mà đến, thuộc về cam như xương, cũng theo đó mất đi. Uyển Nhi, kiếp trước của nàng là tu sĩ đại la cảnh, bây giờ tu vi hạ xuống chân tiên, chính là do lục đạo luân hồi bàn. Ta đã dò xét qua, sẽ không ảnh hưởng nàng tu luyện sau này. Hàn lập nhíu mày nói, lục đạo luân hồi bàn, là kiện dị bảo mà luân hồi điện chủ điều khiển ở U Minh giới phải không? Người kia có một đứa con gái, người cũng đã biết. Đôi mắt đẹp nam cung Uyển chấp động một cái, hỏi. Nàng là giao tam thuộc luân hồi điện, tên là Cam Cửu chân là nữ nhi kiếp trước của nàng. Nàng còn có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Hàn Lập gật gật đầu, bình tĩnh nói. Nữ nhi kiếp trước của ta, rốt cuộc là chuyện thế nào? Còn có chuyện ngươi phải nói cho ta biết, điện chủ kia vì sao hình dáng? Hình dáng giống ngươi như thế. Nam Cung Uyển khẽ giật mình, sau một lúc lâu, cũng không khách khí tiếp tục truy vấn. Trong lòng Hàn Lập khẽ thở dài, kể lại chuyện luân hồi điện chủ và mình là quan hệ nhất thì nhị sinh, cùng ý đồ của gã thông qua luân hồi bàn, khôi phục trí nhớ kiếp trước của nam cung uyển nam cung uyển mới đầu nghe được đôi mi thanh tú nhíu chặt suy tư một hồi sau đó mới khôi phục bình tĩnh sau đó nàng lại hỏi mấy vấn đề liên quan tới u minh giới hàn lập trả lời chuẩn xác từng câu hỏi hiện tại nàng cũng nên tin tưởng ta hàn lập nhìn nam cung uyển nói chưa hẳn nếu như ngươi và bọn hắn thông đồng một mạch lừa gạt ta cũng không phải việc gì khó nam cung uyển vẫn như cũng ngoan cố lắc đầu nói trong lòng hàn lập bất đắc dĩ lập tức trong đầu lóe lên, nghĩ đến một biện pháp. Hắn bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, quay người lóe lên lôi quang, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đều nổi lên, lôi quang trên thân kiếm đều biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm. Uyển Nhi nàng xem, những thanh trúc phong vân kiếm này là bản mệnh pháp bảo của ta, năm đó nàng cũng đã thấy. Những năm này ta mặc dù nhiều lần tế luyện vật này, nhưng khí thức thiên nhiên kim lôi trúc vẫn còn tồn tại. Hàn Lập nói. Nam Cung Uyển sướng sờ nhìn 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lượn lờ kim quang, bờ môi mấp máy nhẹ hai lần. Nàng lại nhìn về phía Hàn Lập, rốt cuộc ánh mắt hiện lên một tia biến hóa. Đúng rồi, còn có bảo vật này, những năm qua ta cũng từng tế luyện không dưới một lần. Bất quá vết tích năm đó, vẫn có thể nhìn ra được. Hàn Lập nói, đưa tay tế ra nguyên hợp ngũ cực sơn. Khi ánh mắt Nam Cung Uyển rơi vào trên ngũ cực sơn, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hàn Lập từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Pháp bảo khác, những năm này ta đều vứt bỏ, bất quá có công pháp và thần thông tu luyện ở linh giới, còn có thể thi triển, tỷ như xuân lê kiếm trận, thanh bàn kiếm trận, còn có biến thân niết bàn thánh thể. Ta còn nhớ rõ nàng ghét nhất là dùng tư thế nào. Trong đầu Hàn Lập vừa nghĩ ra, các loại phương thức có thể chứng minh thân phận của mình, đều nói ra hết. Hắn còn chưa dứt lời, một làn gió thơm cuốn tới, Nam Cung Uyển nhào vào trong ngực của hắn, hai cánh tay ôm thật chặt hắn, tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, trong miệng thấp giọng nhỉ non nói. Đủ rồi, ta tin tưởng, người chính là Hàn Lập. Từ khi khôi phục ký ức tại U Minh Giới, thực lực Nam Cung Uyển đại giảm, lại hoàn toàn không hiểu rõ tình huống chân tiên giới. Thực lực đám người chung quanh đều mạnh hơn nàng gấp trăm ngàn lần, làm nàng một mực có cảm giác như dẫm trên băng mỏng. Hôm nay rốt cuộc tìm được Hàn Lập, nghe trên thân hắn có mùi vị quen thuộc kia, Nam Cung Uyển chợt cảm thấy trong lòng an tâm không gì sánh được, tay gắt gao nắm lấy cánh tay Hàn Lập hàn lập cũng ôm lấy thân thể mềm mại yếu đuối không xương của nam cung uyển trong lòng tràn đầy yêu thương từ lúc nam cung uyển xuất hiện tại chân tiên giới lại bị luân hồi điện chủ thức tỉnh trí như kiếp trước trong lòng của hắn rất tức giận nhưng lại vô lực mặc dù trong lòng lo lắng vạn phần nhưng chỉ có thể yên lặng rời đi có đôi khi biệt ly là vì tương lai gặp lại sau đó biết được nam cung bị thiên đình bắt đi trong lòng của hắn càng lo lắng như bị hỏa thiêu để đạt được đủ lực lượng để cứu về nam cung uyển hắn một mực áp chế hết thảy mọi chuyện, cuối cùng khiến cho Tu Vi lần nữa đại đột phá. Đến hôm nay, Nam Cung Uyển về tới bên cạnh hắn, tảng đá lớn treo trong lòng hắn rốt cuộc đã rơi xuống đất. Đuôi lông mày Hàn Lập đột nhiên nhướng một cái, lần này tâm cảnh kịch liệt biến hóa, tâm thần khuấy động, lực lượng thần thức trong đầu cũng quay cuồng phun trào theo. Luyện thần thuật điên cuồng vận chuyển một trận, khiến cho trong đầu một trận long trời lở đất. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, giữ vững thức hải, ý đồ ổn định tâm thần. Tiếp theo, hắn đột nhiên phát hiện, ngay vừa rồi, Nguyên Anh mình tựa hồ phát sinh một tia biến hóa kỳ diệu, loại biến hóa này mặc dù nhìn như không lớn, thậm chí không cẩn thận cảm thụ, căn bản không phát hiện được. Nhưng vì chút biến hóa này, lại khiến cho thần thức vốn có chút trì trệ không thể tiến lên tầng thứ bảy, lại có loại cảm giác dung hội quán thông, nước chảy thành sông, lực lượng thần thức cũng theo đó phóng đại. Luyện thần thuật của hắn, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, lại đến tầng thứ ba, cho đến tầng thứ bảy. Mỗi một tầng tu luyện, theo thần hồn càng lớn mạnh, lực lượng thần thức cũng càng ngày càng mạnh, nhưng luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong thức hải lại tựa hồ như không phải là một thể, có chút làm theo ý mình, không cách nào triệt để dung hợp, thậm chí có thể nói, có chút hỗn loạn. Mặc dù lúc hắn muốn vận dụng, có thể thông qua pháp quyết luyện thần thuật thống nhất nguồn lực lượng này, nhưng một khi đình chỉ thi pháp, nguồn lực lượng này sẽ lập tức trở lại trạng thái hỗn loạn vốn có. Nhưng ngay lúc vừa rồi, nguồn lực lượng này thật giống như tìm được một điểm tựa cộng đồng phảng phất như là linh hồn vốn tứ tán không trọn vẹn tại thời khắc này đột nhiên tìm được gốc rễ lại như nguyên anh và nguyên thần sau khi xuất khiếu ngao du thiên địa nhiều năm rốt cuộc trở về lại thân thể hắn cảm thấy nguyên anh và bản thân có loại cảm giác vui sướng không nói ra lời phảng phất lần nữa hợp lại làm một đạt được trọn vẹn càng làm hàn lập vừa mừng vừa sợ chính là tầng thứ bảy luyện thần thuật mặc dù chưa đạt tới cảnh giới viên mãn nhưng cũng tranh lệch không xa nam cung uyển đã nhận ra cảm xúc biến hóa của hàn lập nhẹ nhàng rời ngực của hắn phu quân thế nào không việc gì vừa rồi nhìn thấy nàng khôi phục lại trong nội tâm của ta rất vui vẻ hàn lập nhẹ nhàng nói ra lần nữa ôm lấy thân thể mềm mại nam cung uyển nam cung uyển dường như không thấy nắm thật chặt hai tay hàn lập hai người đều không nói nữa nhưng lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ hai người ôm nhau đứng ở nơi đó sau một hồi lâu mới buông ra nhìn nhau cười một tiếng phảng phất như về lại năm xưa phu quân vừa rồi ta tự nhiên còn hoài nghi ngươi, còn để cho ngươi dùng đủ loại phương pháp chứng minh bản thân. Trên mặt Nam Cung Uyển lộ vẻ ái náy, không sao, nàng xử sự luôn cẩn thận, lẽ ra nên như vậy. Hàn Lập cười nói, phất tay thu hồi thanh trúc phong vân kiếm và nguyên hợp ngũ cực sơn, kéo Nam Cung Uyển ngồi lại giường bên cạnh mình. Ngươi phi thăng tới chân tiên giới, những năm qua đã trải qua chuyện gì? Ta nghe từ cam cửu chân và luân hồi điện chủ, còn có những nơi khác nói một ít chuyện về ngươi, mặc dù rất giải rác, cũng có thể nhìn ra ngươi đã có thể quát tháo tại tiên giới rồi. Nam Cung Uyển nhìn Hàn Lập, hỏi: "Ta nào có làm đại sự gì chứ, những năm qua một mực bị các loại người đuổi giết, bất đắc dĩ chạy trốn tứ phía, đi qua vài nơi, đã trải qua một ít chuyện thôi." Hàn Lập lắc đầu, nói: "Ngươi cẩn thận nửa đời, bây giờ ở cùng ta, còn cần điệu thấp như vậy sao?" "Ta lại hỏi ngươi, trong chân tiên giới này, thực lực của ngươi có thể xếp tới vị trí nào?" Nam Cung Uyển có chút trách mắng nói: nếu nói chân tiên giới hiện tại, người có thực lực mạnh nhất, chính là thời gian đạo tổ cổ hoặc kim, về phần người thứ hai, trong mắt của ta, cũng không phải là đạo tổ, mà là luân hồi điện chủ. Còn ta, miễn cưỡng có thể đứng vào trong nhóm người. Hàn Lập suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, quả nhiên, người đúng là Hàn Lập quát tháo ở linh giới kia. Mau nói cho ta nghe, kể lại tất cả kinh lịch từ đầu chí cuối ở chân tiên giới cho ta biết, không được phép giấu giếm ngoài ra, ta còn có một phần lễ vật cho ngươi. Đầu tiên đôi mắt Nam Cung Uyển sáng lên, tiếp theo lấy ra nửa khối ngọc bội màu xanh lá, mỉm cười nhìn qua Hàn Lập. Ngọc bội óng ánh như nước, mặt ngoài hiện ra một thân ảnh thướt tha. Hàn Lập tiếp nhận ngọc bội, nao nao, thân ảnh này, thình lình chính là Tử Linh, mà thân ảnh trong ngọc bội Tử Linh năm đó, lại chính là Nam Cung Uyển. Nếu đều đã đến tiên giới, có một số việc cũng đã có thể tiến hành, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Tốt, có thể nói được rồi. Nam Cung Uyển ra lệnh, nếu nàng muốn nghe, Vậy ta nói một chút, năm đó ta phi thăng tới chân tiên giới, lưu lạc đến Bắc Hàn Tiên vực nơi đó. Cười khổ một tiếng, hắn chậm chậm kể lại đủ loại kinh lịch mà mình đã trải qua tại chân tiên giới. Những chỗ không tốt, hoặc là quá kinh tâm động phách và liên quan tới tử linh, hắn chỉ đơn giản một câu kể qua. Về phần Trường Thiên Bình, dị bảo làm bạn cơ hồ toàn bộ kiếp tu tiên của hắn, cũng là thứ lớn nhất hắn dựa vào để phi thăng, Hàn Lập lúc này lại không giấu giếm chút nào, đều nói cho Nam cung Uyển biết. Nam Cung Uyển nghe đủ loại kinh lịch ly kỳ Hàn Lập trải qua, nghe được đôi mắt đẹp chớp liên tục, thỉnh thoảng che mặt thở nhẹ, cầm thật chặt nắm tay. Đối với những người ý đồ ra hại Hàn Lập, tựa như chính nàng gặp phải, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghe Hàn Lập cuối cùng vượt qua, sau đó mở mày mở mặt, buông lỏng thở ra một hơi. Tình hình này, Phảng Phất trong phàm tục, tiểu tức phụ lắng nghe trưởng phu khải hoàn trở về tự thuật những chiến tích anh dũng trên chiến trường. Trong mắt nàng, chỉ có thành tựu của người trong lòng mà kiêu ngạo vì người trong lòng kinh lịch mà lo lắng, cũng vì xa cách từ lâu trùng phùng, mà vui sướng. Hàn lập mặc dù từ khi bước vào con đường tu tiên, cơ hồ chém đi tất cả tục tâm phàm trần, nhưng đối với vị bạn nữ này, trong lòng từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo lưu sự chân thành như vậy. Cũng chỉ có ở trước mặt vị bạn nữ này, hắn mới chân chính tìm về điểm ban sơ của mình. chương 1334, chuyện cũ rảnh rành. Ta biết nàng bị Phùng Thanh Thủy bắt đi, liền chạy đến Long Uyên Tiên Vực, chiến một trận cùng hai vị đạo tổ Phùng Thanh Thủy, Trần Như Yên, cũng may thượng thiên bảo hộ, rốt cuộc đón nàng bình an trở về. Hàn Lập kể một mạch đến hiện tại, ta từng tưởng tượng vô số lần tình huống ngươi gặp phải sau khi phi thăng, bây giờ xem ra còn không đủ vạn nhất ngươi đã trải qua. Dưới những tình huống này, người bình thường đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Cũng chỉ có ngươi mới có thể từ trong nhiều lần cửa tử nhất sinh biến nguy thành an. Trong mắt nam cung Uyển chứa thân ảnh Hàn Lập, thở nhẹ ra một hơi, có chút bội phục nói. Người trong nhà chớ có khen ta, chỉ là các loại cơ duyên xảo hợp, lại thêm mấy phần vận khí, ta mới có thể bình an đi đến hiện tại. Hàn lập lắc đầu cười nói, còn có rất nhiều đại hồng nhan chi kỳ thần thông quảng đại tương trợ à. Ta nghe cam cửu chân nói, đề hồn và kim đồng bây giờ đều hóa linh trưởng thành, biến thành hai đại mỹ nhân, còn có vị hồng nhan chi kỳ tử linh kia nữa. Nam Cung huyền giống cười mà không phải cười nói. Uyển Nhi chớ nói giỡn, Đề hồn thì nàng cũng biết, là đồng bạn ta từ nhân giới một mực vào sinh ra tử với ta. Lại nói kim đồng, ta vốn cho là phệ kim tiên kia tu luyện hóa hình, kỳ thật ngay cả ta cũng không ngờ tới, thân thế của nàng lại ly kỳ như vậy. Còn tử linh, kiếp trước của nàng từng có một đoạn gút mắc với ta. Hàn lập cười khổ một tiếng, giải thích với Nam Cung Uyển. Lúc nói đến tử linh, sắc mặt hắn có mấy phần xấu hổ, đang muốn nói gì, đã bị hai ngón tay trắng nõn nà của Nam Cung Uyển che miệng hắn lại. Phu quân, chuyện cho tới bây giờ ta chẳng lẽ lại vì những chuyện này mà ăn giấm khô đây đều là nhân duyên tế hội từ nơi sâu xa tự có thiên định như năm đó ta và ngươi nam cung uyển lắc đầu nhẹ nhàng nói uyển nhi nói ta nghe những năm này nàng ở hạ giới đã trải qua những chuyện gì hàn lập yên lặng gật đầu nhẹ chuyển chủ đề hỏi mấy năm nay ta ở hạ giới trải qua tương đối đơn giản kém xa đặc sắc như phu quân từ khi phu quân phi thăng ta một mực ở trong thanh vân cung đóng cửa khổ tu bằng vào tài nguyên phu quân lưu lại, còn có một ít kỳ ngộ sau đó, cuối cùng thuận lợi tiến giai đến đại thừa kỳ. Về sau khổ tu mấy ngàn năm, đã tới đại thừa đỉnh phong, sau khi chuẩn bị một phen, ta thử độ thiên kiếp, nghĩ đến sẽ gặp phu quân ở chân tiên giới. Nam Cung Uyển chậm rãi vuốt một lọn tóc bên cổ, bình thản nói. Lúc nàng độ thiên kiếp tình hình như thế nào, đuôi lông mày hàn lập hơi động một chút, hỏi, ta vốn cho rằng dựa vào những chuẩn bị kia, đủ để vượt qua thiên kiếp đáng tiếc vẫn xem thường uy lực phi thăng thiên kiếp. Sau khi chống đỡ mấy kiếp nạn, cuối cùng hao hết khí lực, bị thiên kiếp sau cùng bổ chúng, lâm vào bóng tối vô tận. Thời khắc cuối cùng, ta nhìn lên trời gào thét, hy vọng phu quân có thể nghe được lời ta nói sau cùng. Nam Cung Uyển cười khổ nói, Hàn Lập nghe đến đó, mặc dù biết sau đó Nam Cung Uyển gặp cảnh ngộ khác, trong lòng vẫn run lên, không khỏi vươn tay khẽ vuốt gương mặt Nam Cung Uyển. Ta vốn cho rằng mình chết chắc, không ngờ sau đó tỉnh lại trong một thế giới lờ mờ, pháp lực thể nội đã chuyển hóa thành tiên linh lực, mà người bên cạnh mình, từng người đều cường đại hơn so với chân tiên mã lương năm đó. Nam Cung Uyển đưa tay khẽ vuốt bàn tay to lớn đang áp trên gương mặt mình, nói. Thế giới lờ mờ, chẳng lẽ là u minh giới? Mắt hàn lập sáng lên, đúng vậy, chính là luân hồi điện chủ đã cứu ta, bất quá hắn rất nhanh đã phòng ấn trí nhớ của ta. Sau đó ý thức của ta liền mất đi, cho đến trước đó không lâu mới vừa vặn tỉnh lại. Nam Cung Uyển vuốt tay hắn, tiếp tục nói những năm này ta không ở bên cạnh nàng để cho nàng một mình đối diện với mấy chuyện này vất vả cho nàng rồi chỉ là về sau vì sao nàng muốn rời luân hồi điện hàn lập nắm chặt tay nam cung uyển hỏi luân hồi điện chủ kia mặc dù tôn trọng khách khí với ta còn để những thủ hạ kia không được phép ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì cũng không hạn chế ta đi bất kỳ nơi nào bất quá trực giác nói cho ta biết phải cách xa hắn một chút mà ta lại phi thường muốn gặp phu quân thế là lén trốn đi bây giờ nghĩ lại ta vẫn là gây cho phu quân ngươi thêm phiền phức. Nam Cung Uyển hơi cúi đầu, tự trách, làm gì phiền phức chứ? Kỳ thật để nàng lưu lại luân hồi điện, ta cũng không yên lòng, chẳng qua tình huống lúc đó phải tạm thời như vậy. Nếu nàng không chạy ra, chỉ sợ bây giờ chúng ta còn chưa gặp lại nhau. Hàn Lập cười nói, Nam Cung Uyển nghe vậy, nhoẻn miệng cười, hai cánh tay cầm bàn tay Hàn Lập. Lại nói, tình huống nhân tộc linh giới bây giờ như thế nào? Còn có đám người thanh nguyên cung, đều khỏe cả chứ? Hàn lập hỏi, có phu quân năm đó lưu lại căn cơ, tình thế nhân tộc vẫn luôn tốt đẹp. Đám người Thanh Nguyên cùng tu luyện rất là trôi chảy, lúc ta độ kiếp, Khí Linh Tử và Hải Đại thiếu đã tu luyện đến hợp thể đỉnh phong, cách đại thừa kỳ chỉ một bước. Tư chất bạch quả nhi càng tốt hơn một chút, đã thuận lợi tiến giai đại thừa. Băng Phượng đạo hữu và Ngân Nguyệt muội muội đã sớm tiến giai đại thừa trước cả ta, chỉ là cũng không nắm chắc độ phi thăng chi kiếp, nên còn đang tích lũy thực lực trong đôi mắt đẹp nam cung uyển hiện lên vẻ khác lạ nhẹ nhàng nói hàn lập nghe nam cung uyển kể rõ từng người trong đầu hiện lên từng ly từng tí những chuyện xảy ra với những người đó lúc trước trong lòng mừng rỡ đồng thời cũng không ngừng thổn thức chuyện cũ rõ mồn một trước mắt chỉ là thiên địa cách xa nhau đời này chưa hẳn còn có thể gặp lại con đường tu hành vốn là cô độc ít bằng hiếu may mà còn có người trước mắt có thể tâm sự với nhau thế là đủ đúng rồi nguyên giao bây giờ thế nào hàn lập trần chờ một chút hỏi nguyên giao muội muội nàng ánh mắt nam cung uyển hơi tối lại muốn nói lại thôi nàng thế nào trong lòng hàn lập hồi hộp một chút vẫn nhịn không được hỏi nguyên giao muội muội cũng thuận lợi tiến giai đại thừa nàng kế thừa y bát thanh nguyên tử tiền bối về sau lại đạt kỳ ngộ thực lực tiến cảnh cực nhanh độ phi thăng chi kiếp trước cả ta đáng tiếc thiên uy khó dò nguyên giao muội muội cuối cùng vẫn không thể độ kiếp thành công nam cung uyển nhìn xuống dưới ảm đạm nói thân thể Hàn Lập đứng thẳng bất động ở nơi đó, trong đầu hiện ra âm dung tiếu mạo nguyên giao, ánh mắt có chút mơ hồ. Cho dù bây giờ hắn đã trảm nhị thi, tâm tính vô cùng kiên định, nghe tin giữ cố nhân, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng một trận bi thống khó nói lên lời. Phu quân, sống chết có số, người cũng đừng quá mức thương tâm. Trước khi nguyên giao muội muội độ kiếp đã từng kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm với ta, nàng từng nói cả đời này đã sống đủ đặc sắc, bất luận có thể độ kiếp thành công hay không, đều không chút nào oán hận. Nam Cung Uyển nói thêm, Uyển Nhi, người yên tâm, ta không sao. Chuyện sinh tử, những năm này ta đã thấy quá nhiều, chỉ là nghe tin giữ cố nhân, vẫn như cũng không khỏi bi thống. Hàn Lập miễn cưỡng cười cười, nói như thế. Nghe Luân Hồi Điện Chủ kia nói, lục đạo Luân Hồi bàn có thể chúa tể ngàn vạn sinh linh Luân Hồi chuyển thế. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể dùng bảo vật này đi tìm người chuyển thế của Nguyên Giao muội muội. Nam Cung Uyển trần chờ một chút, nói, Nguyên Giao chết bởi thiên kiếp, vẫn tại thiên đạo, hồn phách còn bảo tồn hay không còn chưa biết được. Mà mặc dù tìm tới người nàng chuyển thế, cũng đã là người khác, chúng ta chẳng lẽ muốn giống luân hồi điện chủ, cưỡng ép tỉnh lại hồi ức kiếp trước. Làm như vậy, chẳng phải tương đương gạt bỏ một kiếp này của nguyên giao. Hàn lập lắc đầu nói, Nam Cung Uyển tự mình trải nghiệm loại kinh nghiệm này, cảm xúc càng sâu, không nói tiếp nữa. Ngày sau nếu có cơ duyên, có thể trở về linh giới, nàng dẫn ta đi phần mộ muội ấy tế bái một phen đi. Hàn Lập nhẹ nhàng ôm bờ vai Nam Cung Uyển, thở dài. Bây giờ tiến giai đại la đỉnh phong, hắn càng cảm nhận được chênh lệch giữa giới diện, lấy uy năng của hắn bây giờ, tùy tiện tiến vào linh giới sẽ dẫn tới thiên địa nguyên khí kịch liệt dung chuyển, chỉ sợ sẽ làm giới diện sụp đổ. Trong chân tiên giới, cũng chỉ có các loại tiên nhân đê dài chân tiên mới có thể tiến nhập hạ giới. Nam Cung Uyển gật gật đầu, nói đến cơ duyên, không ngờ phu quân năm đó ở nhân giới, vậy mà đạt được trưởng thiên bình bảo vật thần kỳ bực này, Khó trách người năm đó ở nhân giới và linh giới tu luyện nhanh như vậy, chỉ là phu quân ngươi giấu giếm thật kỹ, ngay cả ta cũng không cho biết." Đôi mắt đẹp nàng lập tức chuyển động, hơn dỗi Trừng Hàn Lập một cái, chuyển chủ đề. "Việc này quan hệ quá lớn, nếu vô ý tiết lộ ra ngoài, sẽ dẫn tới vô số sát cơ. Nên năm đó ta không nói rõ với nàng, xin uyển nhi chớ trách." Hàn Lập mỉm cười, "Chuyện cho tới bây giờ, ta sao lại vì chút chuyện nhỏ này trách ngươi chứ? Mà ngươi cũng làm đúng." Vật này tồn tại quá mức kinh thế hãi tục, nhiều một người biết lại nhiều thêm một phần phong hiểm. Bây giờ thiên đình biết trong tay người có bảo vật này, nói không chừng sẽ lại phái người đến đoạt, người không lo lắng sao. Nam Cung Uyển có chút lo lắng hỏi, không sao, thiên đình hiện tại đang khai chiến cùng Luân Hồi Điện, ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà thực lực ta bây giờ đã rất mạnh, giống như ta nói trước đây, toàn bộ chân tiên giới, ngoại trừ ba người kia, người còn lại ta tự nghĩ đều có thể ứng phó một hai, bảo trụ trưởng thiên bình không thành vấn đề hàn lập tự tin nói phu quân nói như vậy uyển nhi tự nhiên là tin tưởng ngươi chỉ là bây giờ tu vi ta yếu ớt chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì lại nói ba ngàn đại đạo thật sự không thiếu cái lạ lại còn có chuyện vượt qua thời không nữa nam cung uyển than dài một tiếng nếu nàng có hứng thú ta có thể mang nàng thử một chút hàn lập cầm trưởng thiên bình trong tay mỉm cười nói không cần mỗi lần thôi động trưởng thiên bình Nhất định phải hao hết tất cả thời gian đạo văn chi lực trong cơ thể phu quân, cái này quá nguy hiểm." Nam Cung Uyển lập tức lắc đầu, Hàn Lập cười cười, "Bây giờ tu vi hắn tiến giai đại la đỉnh phong, càng có thể câu thông thiên đạo chi lực, thôi động trưởng thiên bình tiến hành xuyên qua thời không, bỏ ra đại giới đã không còn lớn như trước nữa." Nam Cung Uyển cân nhắc cho hắn như vậy, trong lòng của hắn cao hứng, đồng thời cũng âm áp. "Vậy thì tốt, việc đó sau này hãy nói." Hàn Lập nói, "Phu quân, tiếp theo người có tính toán gì không?" Nam Cung Uyển hỏi, ta trước đó lòng tràn đầy ảo não muốn cứu nàng trở về, chuyện tình phía sau còn chưa cân nhắc qua. Nhưng ta giao chiến cùng Phùng Thanh Thủy, còn có Trần Như Yên tại Long Uyên Tiên vực này, gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ đã khiến một ít người hữu tâm chú ý, hay là rời khỏi nơi này trước đã." Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói, "Nam Cung Uyển đương nhiên sẽ không phản đối chuyện này. Chương 1335: Sinh tử cùng nhau. Một mảnh hư không không rõ Luân hồi điện chủ thân mang áo bảo đen, đầu đội mũ rộng vành, đang đứng trên một vách núi treo leo giữa trời. Phía trước người có một chiếc hư không quang kính, kích cỡ không khác mấy so với chiếc gương đồng thông thường. Bên trong đang có quang mang chấp động, hình như có bóng người di động. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hình ảnh bóng người trong gương, chính là Hàn Lập và Nam Cung Uyển. Luân hồi điện chủ đang một mực chú ý cảnh tượng này. Mà cách đó không xa, còn có 7-8 bóng người đang đứng phía sau lưng gã. Trong đó người cầm đầu, thân cũng mặc áo bào đen, chỉ là đầu mặt cổ và cả cánh tay, tất cả đều được quấn cực kỳ chặt chẽ bằng vải băng, chính là tu sĩ bổ thiên tông Nguyên Thuần Phong. Lúc này, Nguyên Thuần Phong tiến lên mấy bước, đi tới gần sau lưng Luân Hồi Điện chủ. Điện chủ, lúc trước Nam cung Uyển rời khỏi minh giới, ta đã xem quẻ đoán trước rằng nàng sẽ bị Thiên Đình bắt đi. Vì sao không can thiệp, lại để cho Thiên Đình tùy ý bắt đi, chịu uy hiếp từ bọn chúng? Nguyên Thuần Phong có chút không hiểu, hỏi Tính tình Nam Cung Uyển và Như Sương không khác gì nhau, bây giờ lại có rất nhiều ký ức của Như Sương, tính cách càng trở nên cố chấp. Nàng đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi, trừ phi ta cưỡng ép giam giữ nàng, nếu không, không cách nào giữ được. Luân hồi điện chủ nhìn y một cái, tùy ý nói ra. Nếu như vậy, đợi lúc nàng bị truy bắt, chúng ta lại ra tay cũng được. Nguyên Thuần Phong còn nói thêm, làm như thế, một mặt là vì để cho Hàn Lập thấy rõ cách thiên đình hành sự, không từ thủ đoạn nào, hôm nay nam cung uyển là do ta mà bị liên lụy sau này rất có thể lại vì hắn mà bị liên lụy tránh cũng tránh không được luân hồi điện chủ từ tốn nói đại đạo của hắn tương xung với đạo tổ thời gian pháp tắc tương lai thiên đình nhất định sẽ không tha lấy cách hành sự của cổ hoặc kim đích thật là sẽ liên lụy cửu tộc sẽ không bỏ qua bất kỳ ai bên cạnh hắn nguyên thuần phong suy nghĩ một phen nói ngoài lý do đó ra ta cũng là vì làm tê liệt thiên đình bọn chúng bỏ ra đâu chỉ trăm vạn năm để tìm ta nhưng vẫn không cách nào bước ta hiện thân. Bây giờ việc này lộ ra, ta cuối cùng là, loạn chút tắc vuông, gã lại cho rằng ta bỏ qua mọi an bài, đối kháng chính diện với bọn chúng. Ánh mắt luân hồi điện chủ chấp lên, mỉm cười một tiếng. Bất quá biện pháp này trung quy có chút mạo hiểm, một khi Nam Cung Uyển thật sự bị đưa tới thiên đình, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Nguyên Thuần Phong trầm mặc một lát, nói, cái tên Phùng Thanh Thủy kia có chút ngu xuẩn, nhưng vị kia phía trên hắn lại không phải người ngốc, bổ thiên tông các người còn biết áp chú hai đầu, y làm sao lại dám đắc tội với luân hồi điện ta. Cho nên, y tất nhiên sẽ để phùng thanh thủy tạm giữ người lại. Luân hồi điện chủ lạnh nhạt nói, dù vậy, Nam Cung Huyền trong cuộc truy bắt này, nếu xảy ra bất chắc, chẳng phải. Nguyên Thuần Phong nói ra, chuyện truy bắt này, người không phải đã bói ra kết quả rồi sao? Nếu xảy ra bất chắc, trách nhiệm không phải hỏi ngươi à? Luân hồi điện chủ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyên Thuần Phong. Nguyên Tuần Phong nghe thấy vậy, lập tức toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ngưng lại một lát sau, Luân Hồi Điện Chủ bỗng nhiên cười nói, có ta một mực chiếu cố, há lại để chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Đó là đương nhiên, Nguyên Tuần Phong gật đầu nhẹ, nói, Luân Hồi Điện Chủ thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía hai người Hàn Lập trong gương. Điện Chủ, phương pháp này thật sự có thể kích động Hàn Lập, khiến cho hắn quyết định cùng chúng ta đối kháng với thiên đình. Ánh mắt Nguyên Tuần Phong chấp lên, rồi cũng đưa mắt nhìn bóng người hàn lập mở miệng hỏi ở thế gian này sẽ không người nào hiểu rõ hắn hơn ta rồng có nghịch lân chạm vào hẳn phải chết nam cung uyển chính là nghịch lân của hàn lập bây giờ tu vi hắn đã tăng vọt mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy thôi đâu ồ luân hồi điện chủ còn chưa dứt lời bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng ngay sau đó chỉ thấy hàn lập trong hư không quang kính kia bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt ánh mắt đúng là nhìn thẳng về phía quang kính trước người luân hồi điện chủ tiếp theo trong nháy mắt dị quang nổi lên hư không quang kính lập tức vỡ ra ngoại trừ luân hồi điện chủ ra còn lại mấy người nguyên thuần phong ở đấy đều bị một màn xảy ra bất ngờ này làm cho hoảng sợ điện chủ đây là nguyên thuần phong dò hỏi không có gì hắn phát hiện ta dò xét a à, ngay cả luân hồi ấn ký ta lưu trên người nam cung uyển cũng bị thanh trừ hết rồi luân hồi điện chủ khẽ cười một tiếng tùy ý nói nói như vậy hắn chẳng phải đã đoán được việc này là điện chủ dung túng sẽ không bởi vậy mà căm ghét chứ. Nguyên Thuần Phong hỏi, có lẽ vậy, bất quá kết quả không có gì khác biệt. Luân hồi điện chủ cười cười, tựa hồ không hề lo lắng chuyện này. Một nơi nào đó ở Long Uyên Tiên Vực, trong một mảnh núi rừng to lớn cổ xưa. Dưới bóng cây ngô đồng cao chừng trăm trượt, Hàn Lập và Nam Cung Uyển đang đứng đối mặt nhau. Làm sao vậy, vẻ mặt Nam Cung Uyển khác thường, mở miệng hỏi. Hai người bọn họ ban đầu dự định đi thẳng tới Thanh Uyên Đại Lục, thông qua truyền tống đại trận ở đó, tiến thẳng về trung thổ tiên vực, chẳng biết tại sao, khi ngang qua đây, Hàn Lập bỗng nhiên đưa nàng hạ xuống mảnh rừng núi này. Hàn Lập không trả lời nàng ngay, mà xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ bốn phía một lát, cuối cùng tập trung ánh mắt vào một khối núi đá tạo hình đặc biệt màu xám trắng, ở sau lưng cách đó không xa. Chỉ thấy một con bươm bướm cánh màu xám trắng, đang đậu ở trên khối núi đá kia, bốn cánh hơi phe phẩy, một mực không chịu bay đi. Hừ, đầu tiên là cỏ khô, sau là hải ngư, rồi linh tước, bây giờ lại là bươm bướm, theo một đường như vậy, người không thấy phiền chán sao. Ánh mắt hàn lập ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra, con bươm bướm xám trắng kia lập tức vỡ ra, hóa thành một đám cho tàn phiêu tán. Nam Cung Uyển thấy thế, kinh ngạc một hồi, đang định hỏi, lông mày cũng theo đó nhíu lại. Trên thân con bươm bướm kia, tại sao lại có ba động luân hồi pháp tắc? Nam Cung Uyển nghi ngờ hỏi, là thủ đoạn của luân hồi điện chủ, hàn lập nói dứt lời ánh mắt của hắn ngưng tụ cẩn thận tra xét trên người nam cung uyển chốc lát rồi nâng một tay lên sờ phía sau cổ nàng nam cung uyển cũng không ngăn cản ngoan ngoãn nghiêng đầu lại gần sát hắn bàn tay hàn lập đặt ở phía sau gáy trong lòng bàn tay nóng lên một hồi một mảnh kim quang sáng lên nam cung uyển cảm thấy hơi hơi nóng nhưng chỉ sau một lát không còn cảm thấy gì nữa gã lưu lại ấn ký trên người ta sau khi hàn lập thu tay về lông mày nam cung uyển cau lại hỏi Giống với con bươm bướm vừa rồi, có lẽ đều là thủ đoạn của luân hồi điện chủ lưu lại để bảo hộ nàng. Một khi Phùng Thanh Thủy có hành động thương tổn nàng, gã hẳn là có thể thông qua những thủ đoạn này, chớp mắt là tới. Bất quá, hiện tại có ta ở bên cạnh nàng, mấy thứ này cũng không cần nữa. Hàn Lập cười cười, nói, Nam Cung Uyển nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, trên mặt tỏa ra nụ cười dịu dàng, nói, những chuyện này đã qua rồi, cũng không cần để ý nữa, quan trọng là chúng ta có thể ở cùng nhau đáng tiếc luôn có một số người không muốn để cho chúng ta an ổn hàn lập thở dài chúng ta rời khỏi nơi này về linh giới về nhân giới dù là dị giới chỉ cần rời khỏi chỗ thị phi này là tốt rồi nam cung uyển cầm chặt tay của hàn lập chậm rãi nói vô dụng thôi nhiều năm như vậy cho đến nay ta luôn cho là mình thuận theo tâm ý mà sống luôn cảm thấy bất kể gian khổ như thế nào bao giờ cũng dựa theo quy tắc của bản thân mà làm việc nhưng càng về sau càng phát hiện ra ảnh hưởng thiên đạo mệnh số thật đúng ở khắp mọi nơi hàn lập đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống bên tai nam cung uyển cười khổ nói thiên đạo vận hành không dấu vết thật sự là có mệnh số sao nếu thật sự có mệnh số ta cũng muốn cảm ơn nó đưa ngươi tới bên cạnh ta nam cung uyển lắc đầu nói việc này ngược lại là nên tạ ơn hàn lập nghe vậy trì trệ cũng mỉm cười nói nam cung uyển thấy vậy mặt mày rạng rỡ cũng tươi cười theo bây giờ cảnh giới của ta đã là đại la đỉnh phong ta càng ngày càng cảm nhận được tình cảnh đại đạo tương xung giữa ta và thời gian đạo tổ ta đã mơ hồ có thể nhìn thấy dòng sông thời gian chảy xuôi thời gian đạo tổ tựa như vị thần trưởng quản dòng sông này mà ta lại giống như kẻ trộm đào mương mở đường ý đồ thay đổi dòng chảy của con sông kia hàn lập chậm rãi nói ra ngươi nếu có thể có cảm ứng vậy gã nam cung uyển âm thầm có chút kinh hãi nói thời gian đạo tổ chắc chắn cũng đã có cảm ứng thế gian đại đạo nhìn như không chỉ ngàn vạn nhánh có khả năng càng về sau sau khi vạn pháp quy nhất cuối cùng là phải bước lên một cây cầu độc mộc vận khí tốt cầu không có ai vận khí không tốt chính là ngõ hẹp gặp nhau ta muốn tránh cũng không thể tránh ánh mắt hàn lập ngưng lại nói nam cung uyển cảm nhận được lực đạo hàn lập nắm lên tay mình vô ý tăng thêm mấy phần lập tức hiểu tâm ý hàn lập đã định cũng không tiếp tục thuyết phục nữa nếu ngươi đã quyết định muốn đối đầu nghênh chiến ta mặc dù không giúp gì được cho ngươi, nhưng cũng muốn cùng tiến cùng lui, đi theo bên cạnh ngươi. Nam Cung Uyển lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lại có chút kiên định. Không được, đi tới thiên đình, như là xâm nhập vào hang hùng sói, có thể nói là từng bước sát cơ, nguy hiểm trùng điệp. Ta không thể để cho nàng mạo hiểm như vậy được. Hàn lập vội vàng lắc đầu từ chối. Ngươi nghe ta nói, ở trong trí nhớ của Cam Như Sương, ta đã từng theo gã cùng chống lại cổ hoặc kim, mặc dù thất bại, nhưng ở trong trí nhớ ta cũng không hối hận bây giờ lần này ta cũng muốn bồi tiếp ngươi thua ta cùng ngươi đi đến cuối đoạn đường này thắng ta cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy đôi tay nam cung uyển nắm chặt hai tay hàn lập thần sắc trịnh trọng nhìn về phía hắn hàn lập khẽ vuốt cằm nhìn thấy ánh mắt kiên định của nam cung uyển trong lòng thở dài cự tuyệt như thế nào cũng đành nuốt lại sau khi trải qua chuyện này dường như để nàng ở nơi nào ta cũng cảm thấy khó mà yên tâm hàn lập nói có lẽ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi mới thật sự yên tâm, mới có thể chân chính phóng tay chiến một trận. Nam Cung Uyển cười một tiếng, nói, nàng nhất định phải nghe theo lời ta, sau khi tiến vào trung thổ tiên vực, nếu như không cần thiết, nàng phải đợi ở trong không gian hoa chi, không được đi ra. Khuôn mặt Hàn Lập có chút nghiêm túc, trịnh trọng nói, được, ta đáp ứng ngươi, Nam Cung Uyển gật đầu nhẹ, nói, thân sắc Hàn Lập hơi buông lỏng, tay đỡ bả vai Nam Cung Uyển tường tận xem xét tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên lại có ảo giác như đã trải qua mấy đời rồi. Ngươi đang nhìn cái gì? Đôi tai của Nam Cung Uyển hơi nóng lên, ánh mắt bối rối thoáng rời đi, thấp giọng nói. Chương 1336, khuynh xào, lần đầu gặp nàng, làm cho ta kinh động như gặp thiên nhân. Hàn Lập cười nói, lần đầu gặp nhau, ta không nhớ rõ người có kính sợ thiên nhân hay không, mặc dao kia, ngươi. Nam Cung Uyển nói đến đây, ý thức được không đúng, vội vàng dừng lại. Lần này, ngay cả trên gương mặt nàng cũng xuất hiện hai đóa hồng vân một tay hàn lập ôm nàng vào lòng trong mắt hiện lên vẻ hồi ức chậm rãi nói nhắc đến lại phải cảm tạ con mặc dao kia nếu không phải lần đó làm vỡ túi dâm nang xem như dao đan kia giữa nàng và ta chớ nói nữa dù đã sớm kết thành đạo lữ nam cung uyển vẫn như cố cảm thấy ngượng ngùng không thôi nâng lên một ngón tay trước bờ môi hàn lập ngăn hắn nói tiếp trong rừng ánh nắng xuyên suốt xuống chiếu vào trên thân hai người có chút ấm áp sâu trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên tiếng chim tước thanh minh, chim chiếc rung động, gió núi lướt qua, như tay phẩy nhẹ. Hàn Lập cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hưởng thụ phần yên tĩnh khó có được này. Thời gian nhoáng một cái, đã qua nửa tháng, tuyệt phàm giới là một hạ giới cấp thấp thuộc Nam Lâm Tiên Vực, có nhân số đông đảo, diện tích nhỏ nhất, thiên địa linh khí yếu nhất. Trong giới này, đa phần sinh sống đều là phàm phu tục tử, mặc dù có những người trời sinh đã có linh căn, có tư chất tu hành, nhưng lại như phượng mau lân giác. Chính vì thiên địa linh khí không đủ, tiên dược linh thảo tự nhiên cũng bẩn cùng theo, tài nguyên tu luyện càng ít đến thương cảm, thường thường tu sĩ kết đan kỳ cũng đã là thiên tài tu hành vạn năm khó gặp. Về phần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thì càng tương đương với lão thiên, là cường giả tuyệt đối đứng trên đỉnh giới diện này. Cho nên ở giới diện này từ xưa đến nay, vẫn lấy thế giới thế tục làm chủ, càng nhiều hơn chính là giang hồ vũ phu và miếu đường quyền mưu. Về phần những thế lực tu tiên cao thấp kia, nhiều thời điểm tựa như thần, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết truyền miệng và trong các loại tiểu thuyết. Cho nên trong giới này, rất ít người có thể nhìn thấy những tu sĩ kia giao đấu chém giết, dù sao đạp vào tiên đồ đã thập phần không dễ, ngay cả thọ nguyên cực hạn cũng không thể đột phá, chứa nói chi là đặt cược mệnh trên việc kết thù chém giết. Một ngày này, tông môn tu tiên đệ nhất ở Bắc Nguyên Quốc, ẩn sơn môn lại bị một tử địch Nam Cương Quốc giết đến tận cửa. Tử địch Nam Cương quốc kia bất quá là một tu sĩ kết đan trung kỳ, thực lực kém xa đương kim tông chủ ẩn Sơn Tông. Vị tu sĩ này mấy chục năm trước cũng đã là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Theo lý thuyết, tên kia hẳn không có lá gan giết đến tận cửa. Nhưng mà, sự thật người này không những giết thẳng tới ẩn Sơn Tông, lại dựa vào một tay cốt địch ngự trùng chi thuật, khống chế số lượng lớn độc vật, giết sạch sành xanh đồ tử đồ tôn trong môn này vốn cũng không đến trăm người. Nếu chỉ là độc vật bình thường thì căn bản không sao, nhưng khó chơi chính là trong những độc vật này còn ẩn giấu không ít linh trùng cực kỳ hiếm thấy, trong đó bao gồm 28 con vệ kim trùng chưa trưởng thành hoàn toàn. Sau một phen chém giết, toàn bộ ẩn Sơn Tông cũng chỉ còn lại có trưởng môn, và mấy vị trưởng lão bị trọng thương, bị người kia dùng linh trùng độc vật, dồn đến trước tổ sư đường Tông Môn. Trong đó trưởng môn ẩn Sơn Tông là một nam tử tóc bạc có thân hình thấp bé, diện mạo như hài đồng, phía đầu vai phải máu thịt be bét, ngay cả cánh tay và ống tay áo đều đã bị 28 con vệ kim trùng kia gặm ăn sạch sẽ. Bất quá là do năm đó sai sót, dẫn đến người phá cảnh thất bại, làm sao đến mức phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Sắc mặt trưởng môn trắng bệch, trợn mắt nhìn về phía nam tử đầu dối dùng cốt địch khống chế côn trùng kia. Gã kia liền ngừng thổi, những độc vật linh trùng kia cũng tạm thời ngừng lại, không tiếp tục đuổi giết nữa. Linh khí vùng thiên địa này có hạn, căn bản không đủ trèo chống quá nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất hiện, ngươi ngăn ta lần này cả đời ta chỉ sợ sợ khó có thể phá cảnh ngươi nói thù này có nên báo hay không nam tử đầu dối lạnh lùng nói dù vậy ngươi cũng đã triệt để hủy tông môn của ta nên thu tay lại đi trưởng môn khuyên nhủ còn kém một bước chỉ cần ngươi chết ẩn sơn tông này mới xem như chân chính bị hủy nam tử đầu dối bất phi sở động tiếp tục nói nói xong cốt địch trong tay gã lần nữa thổi lên mảng lớn quỷ vật vây quanh đỉnh núi lại bắt đầu chuyển động bay về phía bọn người trưởng môn ẩn sơn tông kia. Đúng lúc này, giữa thiên địa tựa hồ có một âm thanh chấn động như có như không truyền đến, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều cảm ứng được, nhưng người nào cũng không để ý tới. Bởi vì chỉ trong một cái chớp mắt dị động kia đã qua đi, hết thảy đều khôi phục như thường. Ngay sau đó, bầy trùng do nam tử đầu dối khống chế, đột nhiên rối loạn một trận, đội ngũ vốn chỉnh tề bỗng nhiên rối loạn tùng phèo. Những độc vật phổ thông kia ngược lại cũng không có dị dạng gì, chỉ là các linh trùng trong đó đều nhao nhao thoát ly khống chế. Thế vậy, nam tử đầu dối kinh hãi, vội toàn lực điều động linh lực, ý đồ khống chế lại những linh trùng kia. Không ngờ sau khi gã dùng toàn lực thôi động lần này, những linh trùng kia vốn định bay đi, đột nhiên quay lại, dưới 28 con phệ kim trùng dẫn đầu, lao thẳng đến gã. Một trận âm thanh gào thét thê thảm qua đi, huyết nhục nam tử đầu dối hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một bộ khung xương đẫm máu còn đứng giữa nguyên địa. Mắt thấy một màn khủng bố này, đám người ẩn sơn tông kinh hãi không thôi, lại phát hiện những linh trùng sau khi giết tên kia, liền bay lên không trung nghênh ngang rời đi, căn bản không có ý định tập kích bọn họ. Mà những độc vật kia cũng đều nhao nhao rời đi tứ tán. Sống sót sau tai nạn, mấy người hai mặt nhìn nhau, lại không biết đây là có chuyện gì. Mà trên đỉnh một tòa sơn phong hùng vĩ trong tuyệt phàm giới, ngay chỗ cao như đụng vào tầng trời kia, giờ phút này đã nứt ra một kẽ nứt không gian dài chừng 10 trượng, từng bầy linh trùng hình dạng khác nhau đang từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, bay vào phía trong đó. Chỉ là ở trong này, cơ hồ tất cả linh trùng đang bay vào vết nứt, trong nháy mắt liền bị lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có mấy chục con vệ kim trùng vẫn bình yên vô sự bay vào trong. Cao xương tiên vực, minh linh tông, một dãy núi thấp bé biến mất trong vạn dặm độc trướng, toàn bộ lòng núi cơ hồ đều bị đục rỗng, bên trong phân bố từng thông đạo giống như mê cung và hàng trăm hàng ngàn cung điện. Vô số dị tộc đầu kiến, thân thể nhân loại, trên thân mặc áo giáp màu đen, đang bận rộn qua lại trong mê cung thông đạo. Mà giờ khắc này, chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện to lớn trong lòng núi dưới mặt đất, lại nằm một kiến chúa màu trắng hình thể to lớn, thân nó to mọng tuyết trắng, nhìn tựa như con tằm, nửa người trên lại không khác nhân tộc, thậm chí còn mọc ra một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ. Đúng lúc này, một trận thiên địa rung động như có như không lướt qua trong một cái chớp mắt kiến chúa màu trắng kia khép hở hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt là thần sắc kinh nghỉ khó tin chẳng lẽ không có khả năng không nhất định là nhất định là nàng nói nàng hơi lộn xộn trên thân lóe lên huỳnh quang trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hình người biến thành một nữ tử trẻ tuổi thân mang quần lụa mỏng màu trắng khí tức trên thân không ngờ là đại la hậu kỳ người đâu chỉ nghe nàng hét to một tiếng ngoài điện rất nhanh có bảy tám bóng người vọt vào, ôm quyền quỳ xuống đất. Suốt cuộc ngày chúng ta đợi hôm nay đã đến, đại quân tập kết, sốc toàn bộ lực lượng. Kiến chúa cao giọng quát, thuộc hạ tuân mệnh, tám người kia nghe lời ấy, đầu tiên là giật mình, sau đó cuồng hỉ một trận, nhao nhao đáp. Một ngày này, các nơi ở cao xương tiên vực bạo phát trùng chiều, từ trước tới nay cơ hồ là lần lớn nhất. Nhưng chẳng biết tại sao, những linh trùng này tựa như hẹn nhau cùng bạo động, nhưng lại không tập kích thành trì, mà là tập kết lại thành một đám mây che khuất bầu trời trên trúc nguyên phong, là đỉnh núi cao nhất tiên vực. Có người nhiều chuyện tiến đến điều tra, phát hiện trên không trúc nguyên phong, chẳng biết lúc nào, thình lình xuất hiện một kẽ nứt không gian rộng trừng vạn trường. Bắc Hàn tiên vực, cực Bắc Minh Hàn đại lục, một mảnh băng nguyên tuyết vực, quanh năm bão tuyết tàn phá bửa bãi, đại địa bị vạn niên huyền băng che phủ, không chỉ ít người lui tới, ngay cả những sinh linh khác cũng khó tìm thấy. Một tòa băng sơn vạn trượng đứng cô độc trên đó, toàn thân tinh lam, trong bạo tuyết che giấu có thể nhìn thấy một bóng dáng to lớn mơ hồ không có dấu hiệu nào báo trước bỗng một tiếng kết nhẹ vang lên át cả thanh âm cuồng phong kêu khóc trong bạo tuyết từng khối băng sơn to lớn từ trên núi vỡ ra rơi xuống phát ra trận trận tiếng oanh minh làm lộ ra một kén tầm lớn cao mấy ngàn trượng chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ kén tầm lớn kia bỗng nhiên vỡ ra một vết sách mảng lớn u lam quang mang từ đó sáng lên băng hàn chi khí trùng thiên từ đó xuyên suốt ra cơ hồ làm đông lại trăm dặm xung quanh trong hào quang màu lam một nam tử tóc trắng trên trán mọc hai xúc tu thật dài từ đó bay lượn ra gương mặt gã gầy gò đường cong cứng rắn dung mạo có chút anh tuấn một đôi mắt lóng lánh u lam tinh quang ánh mắt lạnh thấu xương tràn ngập cảm giác mị hoặc dị dạng thân hình của gã khá cao lớn mặc trên người một kiện giáp da màu lam phía sau còn có bốn đạo quang rực màu lam hơi chấp động khí tức trên thân gã thình lình chính là đại la đỉnh phong vương người rốt cuộc đã trở về rồi sao Ánh mắt u lam của gã nhìn về phía bạo tuyết che phủ thiên khung, thì thảo nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn cánh của gã vỗ một cái, bốn bề dâng lên một trận tuyết bạo cường đại, thân ảnh gã cũng đã biến mất không thấy. Trung thổ tiên vực, thiên cung đại lục, nơi nào đó của thiên đình. Trong một tòa cung điện khổng lồ toàn thân xanh biếc như thanh ngọc, một nam tử cao lớn tóc ngắn mình trần, mặt như kim cương, hai mắt trợn trừng, cả người đầy cơ bắp, làm trường bào màu xanh sẫm phồng lên. Gã đi qua đi lại ngay trước một tấm phỉ thúy vương tọa, gân xanh trên trán lồi ra, thần sắc có chút nghiêm trọng. Đứng trước người gã là mấy tên thần quan Thiên Đình, rõ ràng đều là cường giả cấp bậc đại la, trước mặt người này từng tên khoanh tay trước người, trên mặt đều là thần sắc kính cẩn, lại thêm mấy phần lo sợ. Bởi vì, nam tử như kim cương này, tên là Hiên Viên Kiệt, chính là một vị đạo tổ ngũ hành bản nguyên, là một thành viên trong Thiên Đạo Thất Quân, đứng trên đỉnh phong quyền lực Thiên Đình. Ngươi nói là thật, ngoài Hồ Lương Thiên Quân ngay cả đồng thu cũng bị ám sát. Hiên Viên Kiệt nắm chặt thành vương tọa, lạnh lùng hỏi: "Hồi Bẩm Thiên Quân lão tổ, toàn bộ luân hồi bát tử đều đã điều động, lấy hai người thành tổ, săn giết cường giả các đại tiên vực đến đây tham dự Bồ Đề yến, thực sự khó lòng phòng bị. Hai vị kia đều đã bị ám sát, vẫn lạc rồi." Một người trong đó, bịch một tiếng quỳ xuống, vội giải thích. Mấy người còn lại cũng lập tức khom người xuống, không dám nói nữa. Hồ Lương Tiên Quân thì không tính là gì, nhưng vị đồng thu chân nhân kia lại là con một vị cố nhân của Hiên Viên Kiệt, mặc dù lui tới không nhiều, nhưng phần tình hương hỏa này vẫn luôn duy trì. Chương 1337, trùng triều hộ chủ. Có cha ra, là hai người nào trong luân hồi bát tử làm không? Khóe mắt Hiên Viên Kiệt co rúm lại hai lần, hỏi: "Là Viêm Trác và Huyền Ngư, bọn hắn cũng không che giấu thân phận, thậm chí phá hủy sạch sẽ tổ sư đường của tông môn đồng thu chân nhân, chắc là không sợ Thiên Đình truy tìm trả thù." Người kia tiếp tục đáp: điều tra rõ tung tích của bọn hắn hai người kia phải chết thần hồn ta muốn lấy ra chế tượng hiên viên kiệt buông tay ra chắp tay sau lưng mở miệng dặn dò đám người phía dưới đang muốn đáp ứng bỗng thấy thần sắc hiên viên kiệt biến đổi trong lòng của cả bọn cũng nhộn nhạo theo hơi lên cổ họng liền dừng lại tốt 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 không ngờ qua nhiều năm như vậy vậy mà ngươi lại lần nữa đi đến một bước này lần này ngược lại ta muốn xem ngươi còn có cơ hội chạy trốn nữa hay không chỉ thấy hiên viên kiệt nói liên tục ba chữ tốt, bỗng cao giọng cười ha hả. Những người kia không rõ cho lắm, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể ngậm miệng đứng ở đó. Lục Thanh Sơn, Triệu Nghiêu, truy tra chuyện viêm trác huyền ngư, giao cho hai người các ngươi tự xử lý. Những người còn lại đi theo ta, hiên viên kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, tuân mệnh, mấy người lập tức đáp, Long uyên tiên vực, thanh uyên đại lục, một mảnh thiên không thanh tịnh vạn giảm không mây, Phía dưới là một mảnh thủy vực u lam rộng lớn bát ngát, chiếu rọi lẫn nhau. Giữa biển trời, hai vệt độn quang cùng bay qua, trong hư không lưu lại một vết màu vàng thật dài, dập dờn một trận ba động không gian mãnh liệt. Trong độn quang là hai thanh niên nam nữ, trong đó nam thân hình cao lớn, mắt nhỏ mày rậm, mũi không quá cao, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón. Còn nữ tử kia trong bộ cung trang màu lam, dịu dàng động lòng người. Uyển Nhi, lát nữa đến Thanh Nguyên đại lục, nàng trước vào trong động Thiên Hoa chi một mình ta tiến vào thông thiên tháp, tiến về trung thổ tiên vực nhé. Nam tử dâu quai nón nói với nữ tử bên cạnh, nữ tử này không phải ai khác, chính là Nam Cung Uyển, mà hán tử dâu quai nón kia dĩ nhiên chính là Hàn Lập. Ta biết, chỉ là ta có chút lo lắng, người đường hoàng dùng truyền tống đại trận thiên đình đi trung thổ tiên vực, sẽ không bị phát hiện gây rối loạn đó chứ. Lông mày Nam Cung Uyển như vẽ cao lại, hỏi, không sao, ta có bổ đề lệnh trong tay, bên này sẽ xem ta là khách quý thiên đình, không dám dò xét nhiều huống hồ bất luận thế nào bọn hắn cũng sẽ không ngờ ta dám đi như thế hàn lập lắc đầu nói ngươi nói như vậy ta yên tâm rồi nam cung uyển gật đầu nói hai người trong khi nói chuyện đã thấy xa xa mấy ngàn dặm phía trước là đường danh biển màu đen của thanh uyên đại lục đúng lúc này bỗng nhiên có một trận ba động dị dạng từ phía trước truyền tới tâm niệm hàn lập vừa động ngừng lại đưa tay kéo nam cung uyển ra sau lưng ngưng thần nhìn về phía trước chỉ thấy trên không biên giới đường ven biển một mảnh ô quang đen nghịt chấp động, ở trong có trận trận tiếng côn trùng kêu vang tạp nham không ngừng vang lên. Hàn lập nhíu mày lại, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Bất quá sau một lát, phiến ô quang kia đã bay tới gần mấy trăm dặm, hình dáng càng hiện ra rõ ràng, làm kẻ khác liếc qua, sau lưng đổ cả mồ hôi lạnh.